cắm sạc không có hết pin. Cho hàng đi, bác Thăng Long đi. Hàng bác Thăng Long cho đi. Hàng về luôn à? Hello mọi người. Mọi người chia sẻ nha. Hôm nay em bán tặng mọi người nhá. Bán tặng mọi người. Bán tặng tất cả những ai chia sẻ nha. Ui, không không, chị không uống nước lạnh đâu. Chào chị Hoa Bơ Lan. Mọi người chia sẻ nha. Chào chị Hiến Doan. Chào tất cả các chị luôn. Bán tặng cho tất cả các chị chia sẻ. Mỗi người chia sẻ cho em vào 2 đến 3 hội nhóm nhá. Ngắt ra chạy lên đây dán cái túi bóng ở cái góc kia cho chị hay thôi, không cần đâu. Thôi cũng được. Nhìn cái máy đấy nó có bị lóa không? Thôi thôi không việc gì. Đừng kiện đâu. Bảo cái nhìn nó có bị lóa không? Đây bây giờ em vào. Mỗi người chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và sau đó là chia sẻ vào 2 đến 3 hội nhóm nhá. Em sẽ bán tặng những ai chia sẻ. Em bán em sẽ check luôn ạ. Chị nào không chia sẻ thì sẽ không được mua chị nhá. Chị nào không chia sẻ thì sẽ không được mua ạ. Em sẽ check luôn đấy ạ. Mọi người chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ mạnh nhá. Chói lắm chị. Chói lắm à? Chói lắm thì em lại lên em ấy đi. Em che nó vào đi. Chào Hạnh Phúc Mong Manh. Chào Ngân Long Thị Ngân. Hình như túi ở trên đấy có hay sao? Không có à? Mọi người chia sẻ mạnh lên nha. Chia sẻ mạnh lên. Em chỉ bán cho những ai chia sẻ thôi. Nhật Đức, quà của Nhật Đức gửi rồi mà Nhật Đức. Quà của Nhật Đức rõ ràng 100% là đã gửi đi rồi. Chào chị Hoàng Hôn Tím nha. Đó các chị chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi để mỗi chị chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ vào hội nhóm 2 đến 3 lần nha. Hôm nay sẽ bán tặng các chị các cái mẫu rất là đẹp luôn. Chào Thúy Diễm Hà. Em ghim cái thể lệ mua hàng nha. Từ sáng. Từ sáng. Nó mà có mấy nghìn rồi. Đòi chị cũng giải em. Biết chỗ này được chưa? Lui xuống một tí. Ơi, được rồi. Là vào chị trả 7.000. Mọi người chia sẻ đấy ạ, chỉ bán cho những ai chia sẻ thôi ạ. Chị nào không chia sẻ thì em sẽ không bán nhá các chị nhá. Quay lên livestream. Chỉ bán cho các chị chia sẻ thôi nhá. Em ghim rồi đấy ạ. Em ghim rồi, em ghim rồi nhá. Chia sẻ like 2 lần trên trang cá nhân và chia sẻ 2 đến 3 lần vào hội nhóm. Chị nào không chia sẻ hôm nay em sẽ bán tặng tất cả mọi người luôn, với điều kiện là tất cả mọi người bắt buộc phải chia sẻ 2 lần ạ. Chia sẻ livestream 2 lần ở trên trang cá nhân, sau đó là chia sẻ vào 2 đến 3 hội nhóm nhé. Nhật Đức ơi, mình không biết đâu, nhưng mà quà của bạn là 100% là đã gửi đi rồi nhé. Để mình sẽ check lại thông tin ở trên máy xem. Chị Hà Hoàng ơi, chị đã gửi địa chỉ là bên em đã gửi rồi chị nhá. Rồi mọi người chia sẻ mạnh lên ạ. Hôm nay sẽ bán tặng tất cả mọi người luôn. Nên là cái này còn ít à? Chả tìm thấy. Cái nào còn ít thì mang ra. Bán tặng tất cả mọi người luôn, với điều kiện là phải chia sẻ nhá. Chế nào không chia sẻ là không mua được đâu ạ.
chế lao không chia sẻ là không mua được đâu. Bên em sẽ check luôn, bán cho ai, ghim cho ai. Bên em sẽ check luôn nhá mọi người nhá. Ok, hóa đơn lúc nãy đưa chị lại để đâu nhỉ? Đây anh chị. Hóa đơn của bạn này này. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá. Hôm nay sẽ bán tặng tất cả mọi người luôn giá từ 69.000 đến 99.000 nhá. Giá chỉ từ 69.000 đến 99.000. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá, chia sẻ vào trang và nhóm nhá. Su Su mến ơi, mình đã bảo rồi, bạn mua túi 69k hôm đấy là đừng kéo xuống nữa, tối quá. Nhắn tin cho bên mình để chốt đơn nhé, Su Su mến nha. Cái đơn hôm đấy là nhắn tin cho bên mình để chốt đơn. Nha bạn nha. Là mọi người chia sẻ mạnh lên nha. Hôm trước mua túi 69k. Hôm trước mua túi 69k mình đã bảo rồi, nhắn tin vào Facebook cho bên mình để cho nhân viên chốt. Nhắn tin vào Facebook bên mình để cho nhân viên chốt nha mọi người. Mọi người nhớ là vậy nha. Không nhắn tin bên mình không chốt đâu, bên mình không chốt qua điện thoại đâu các bạn nhá. Phải nhắn tin bắt buộc, điều kiện mua hàng là phải nhắn tin cho bên mình. Mọi người chia sẻ mạnh lên nha, điều kiện mua hàng 69k đến 99k. Hết sức đơn giản. Chia sẻ livestream này 2 lần và sau đó chia sẻ vào 2 đến 3 hội nhóm. Bên mình sẽ check luôn nhá, bán ghim cho bạn nào thì mình sẽ check luôn bạn đấy mọi người nha. Chia sẻ rực rỡ lên nha. À, chia sẻ mạnh lên nào. Chia sẻ mạnh lên để mua hàng 69k đến 99k nha. Chia sẻ mạnh lên một chút nha. Em nhắc lại cái điều kiện mua hàng sale của bên em ngày hôm nay từ 69k đến 99k. Chào Thúy Khỉnh, chào Ngọc Phượng, có Valentino. Là bắt buộc mọi người nha. Bắt buộc là mọi người phải chia sẻ livestream này 2 lần ở trên trang cá nhân. Và mỗi người phải chia sẻ 2 đến 3 hội nhóm nhá. 2 đến 3 hội nhóm thì mới được mua hàng bên mình giá 69k đến 99k nhá. Làm chị nào muốn mua ví giá 99k nhỉ? Chị nào muốn mua ví giá 99k không? Túi ví từ 69k đến 99k nhá. Mai Lê sao mình không chia sẻ được? Chị thoát ra chị có thể chia sẻ được, xong rồi là chị lại vào lại nhá. Thoát ra vào lại là sẽ chia sẻ được nhá. Chia sẻ mạnh lên nha. Chia sẻ mạnh lên. Hường chốt thêm cho cái đứa này. Chốt thêm cho cái hóa đơn này vào đây này. Mặt sau này này. Số lượng từ bắt đầu cái ví Valentino này này nhá. Đang Hường chốt. Chia sẻ mạnh lên nha, điều kiện mua hàng bên em thì cực kỳ đơn giản thôi nha. Chị nghe rồi. Lấy tiền à? Tối nhá. Bởi vì ngày chị lại bận. Ok. Có thấy chị Tuân Nguyễn hôm nay sẽ bán tặng mọi người rất là nhiều đúng rồi. Chút thêm vào đấy xong cộng tiền thêm. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Em bán cho cực kỳ nhiều người luôn. Hôm nay em sẽ tri ân khách hàng, bán cho mọi người tầm khoảng 500 sản phẩm mọi người nhá. Ngày hôm nay ạ, xác định sẽ bán cho mọi người tầm 500 sản phẩm từ 69k đến 99k. Bắt buộc điều kiện ạ, chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân và sau đó là chia sẻ vào 2 đến 3 hội nhóm. Các chế nhá. Từ 69k đến 99k thôi ạ. Em gửi được vào nick Nguyễn Vinh. À Su Su mến ơi, gửi vào kho Tú Kiên Vinh hoặc là gửi vào Nguyễn Trúc Kiên nhá. Kho Tú Kiên Vinh hoặc Nguyễn Trung Kiên. Có thấy chuột vàng liên. Chào Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc. Mọi người chia sẻ like mạnh lên. Ngày hôm nay sẽ bán tri ân, bán kỷ niệm mọi người 500 sản phẩm nha. Ngày hôm nay sẽ bán tặng mọi người 500 sản phẩm luôn. Ok chưa nào? Mọi người thích ôi em cực kỳ bận luôn chị Thúy Khỉnh ạ. Em cực kỳ bận luôn bởi vì nhà em bán sỉ nên là không có thời gian như là các shop khác. Nào ạ,
chia sẻ mạnh lên nha, chia sẻ mạnh lên, 500 like ạ, 500 view thì bắt đầu bán nha. 5-600 view thì sẽ bắt đầu bán từ 69k đến 99k nha. Xem còn cái ví o này không? Ví o này còn không? Còn. Còn nhiều không? Còn bao nhiêu cái mang đây chốt nữa cho khách nào? Chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân và sau đó chia sẻ 2 đến 3 hội nhóm để mua hàng từ 69k đến 99k bên em nha. Có thấy chị tình đầu lơi đâu? Hôm nay chị nghỉ phép dành xem. Hôm nay chị nghỉ phép dành xem thanh toán, chị nhận 2 túi đẹp, cảm ơn em chút, giới thiệu chị xem màu túi rêu trên kệ. Rồi ok chị Trương Thu Cúc. Mọi người chia sẻ like mạnh lên nha, tầm 5-600 view em sẽ bắt đầu bán 69k đến 99k nha. Game. Quà của Huyền Ngô gửi rồi. Quà của Huyền Ngô gửi cho em. Quà của Huyền Ngô gửi rồi đấy, chắc là 1-2 hôm nữa là nhận được đấy Huyền Ngô nhá. Quà gửi rồi, yên tâm nhá. Nào chia sẻ like rực rỡ lên, chia sẻ like rực rỡ lên nha. Chia sẻ like rực rỡ lên. Em nhắc lại điều kiện tham gia mua hàng của bên em từ 69.000 đến 99.000 nha, bắt buộc các chế nha. Chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân, sau đó là chia sẻ 2 đến 3 hội nhóm. Bên em sẽ check luôn, chị nào mà chưa chia sẻ là sẽ không được mua hàng bên em đâu ạ. Em sẽ check luôn nha các chị nhá. Gì nhỉ? Ngát ra lấy máy chuẩn bị check nhá. Em hỏi lần thứ 5 luôn, LV Hến giá bao nhiêu? Bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Bích này. Có thể là chị bị ẩn comment, bây giờ em mới nhìn thấy comment LV Hến của bên em là giá 550 chị nhá, hàng super VIP. Có thấy chị Xuân Lưu ship bao nhiêu? Hương Giang hay ship thì nó rẻ thôi, ship nó cực kỳ rẻ thôi. Có thấy Yến Lê chia sẻ 17 nhóm không được tặng gì nhá. Chia sẻ 17 nhóm không được tặng gì đâu. Ví o còn không? Lao chị Lao 69. Chị nào mà gửi địa chỉ cho bên em vào inbox rồi là bên em gửi được hết nhá. Chị nào mà không, em không phải chốt ấy đâu. Ừ thôi, có khi nó cũng chốt. Chốt đi. Có thấy Diệp Siêu nhá. Không bảo là nếu mà ai muốn chốt nhanh thì nhắn tin vào. Chị nào mà muốn chốt nhanh nhất ấy, bên em chốt ấy, các chị nhắn tin vào hộp thư cho bên em, nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh các chị nha, nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh. Nào ạ, điều kiện mua hàng 69k đến 99k bên em hết sức đơn giản nhá. Chia sẻ livestream này 2 lần trên trang cá nhân, sau đó là chia sẻ vào 2 đến 3 hội nhóm là đủ điều kiện mua hàng bên em nhá. Mình xem live từ lúc mới live mà tới bây giờ có săn được hàng rẻ đâu. Chị Tuân Nguyễn, hôm trước em bán bao nhiêu 69k mà không thấy chị. Hôm nay em sẽ bán cho các chị 500 sản phẩm giá chỉ từ 69k đến 99k thôi nhá. Không phải thanh toán mà là chỉ là xem được trực tiếp. Rồi ok chị Thu Cúc. Có túi đi ồ. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Túi Hến trên kệ cái đấy giá rẻ thôi các chị nhá. Cái đấy giá rẻ thôi. Em sẽ sale hàng kỷ niệm cho mọi người. Sau đó em sẽ sale các cái hàng ở bên trên kia. Có thấy Trần Hậu nhá. Nào còn ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Còn ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi. Em sẽ bán 6 chiếc ví giá bao nhiêu nhỉ? 69k. Giá của nó chỉ có 89k các chị nhá. Có mà, hàng mới về đây. Bao nhiêu tiền chị? 45. Lao chia sẻ like mạnh lên ạ. Lao chia sẻ like mạnh lên. Ví o giá 89k. Ví o giá 89k có 2 chiếc tím than và 4 chiếc đỏ. 89k một chiếc các chị nhá. Điều kiện ạ. Điều kiện. Chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân nha. Chị nào không chia sẻ là không được mua đâu ạ. Bên em sẽ check luôn. Ok. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc 89k dành cho 8 chị đầu tiên. Dành cho 6 chị đầu tiên nha. 89k ví o. 89k ví o nha các chị nha. Chị nào mà đã chia sẻ đủ 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai thì comment ví o 89k cộng màu cộng số 2 chiếc than nha. 2 chiếc than này dành cho 2 chị đầu tiên này. 89k tím chị Lâm Thanh Thúy để em check luôn nha. Ngát đâu? Ngát ơi. 89k mà còn free ship thì chắc là em phá sản luôn mọi người ạ. Chắc là em nghỉ luôn. Chắc là em nghỉ luôn. Mọi người từ từ nhé, em sẽ check từ từ. Chị nào mà chia sẻ ạ. Chị nào mà chia sẻ thì bên em mới bán nhé các chị nhá. 89k, cái này giá của nó trên thị trường là 150.
Ngày hôm nay em sẽ xả cho các chị 500 sản phẩm. Ngày hôm nay em sẽ bán tặng cho các chị 500 sản phẩm nhá. Nhớ là phải từ từ để em check. Em check luôn này. Chị Lâm Thanh Thúy. Các chị nếu mà để cái số điện thoại, nếu mà các chị để cái số điện thoại mà mình đăng ký Facebook thì bên em sẽ check được nhanh hơn. Mọi người chia sẻ like nhá, chia sẻ like mới được mua nhá. Chị nào không chia sẻ không được bán đâu ạ. 939 này. 299496. Đúng rồi. 100. Ai bắt giọng. Nào em xem chị Lâm Thanh Thúy này có chia sẻ like không nhá. Em xem chị Lâm Thanh Thúy này rồi, ok. Đầu tiên, đơn đầu tiên là chốt cho chị Lâm Thanh Thúy một chiếc này. Chị Lâm Thanh Thúy này chị Lâm Thanh Thúy lại được một chiếc bởi vì chị đã chia sẻ rồi các chị nhá. Chị Lâm Thanh Thúy là tất cả mọi người có thể cùng chia sẻ cùng với em. Chiếc VO 89K đầu tiên là dành cho chị Lâm Thanh Thúy. Chiếc thứ hai nhá. Em bỏ ghim này. Em bỏ ghim nhá. VO Huệ Nguyễn này. Huệ Nguyễn. VO màu xanh tím. Chị Huệ Nguyễn này không có số điện thoại, em không ghim được, bỏ cho chị khác. Bỏ cho chị khác các chế nha. À, chị Vinh ơi, nhặt luôn hay là đợi chị tiền? Chị em về điện thoại. Em lấy cái điện thoại kia chốt đi để chị check luôn. Lại. Ví o màu than, chị này là chị Lục Tú này. Chị Lục Tú đây. Này em bấm em check luôn đi. Nào các chị ơi chia sẻ đi ạ, chia sẻ đi nha. Chia sẻ nha. Hết hai chiếc VO xanh rồi em sẽ chuyển sang VO đỏ nhá. Mọi người chia sẻ livestream này rực rỡ lên. Chị nào mà không chia sẻ em check luôn là sẽ không bán đâu ạ. Nào VO đỏ nha. Các chị comment VO đỏ. Hết tím rồi comment VO đỏ đi. Có hai chiếc tím này thôi để em chốt cho hai chị đấy rồi. Nào sang đỏ là mọi người chia sẻ nhá. Chị nào mà không chia sẻ sẽ không được mua đâu ạ. Chiếc đầu tiên là chốt cho chị nào đấy em ơi? Lâm Thanh Thúy ạ. Lâm Thanh Thúy, chiếc thứ hai là chốt cho chị Lục Tú này. Ví o đỏ này. Ví o đỏ kèm số điện thoại. Chị nào mà không chia sẻ sẽ không mua được hàng bên em. Có tới chị Hải Hoàng. 89K nhá. 89K nhá các chị nhá. 89K. Ví o đỏ chị Liễu Lê này. Em check chị kia đi có chia sẻ không? Có. Rồi ok chị Liễu, chị vừa rồi có chia sẻ. Nào chiếc thứ ba này. Chiếc thứ ba là chốt cho chị Liễu Lê này. Em check luôn này. 01688 498552 check chưa? Bỏ đây xem chị có chia sẻ không. 89K nhé các chị nhá. 89K. Còn có 4 chiếc 89K VO đỏ nữa. Chia sẻ đi ạ. Các chị chia sẻ đi. Kéo view lên một chút là em sẽ bán cho các chị 69K và 79K. Có thấy chị Mỹ Cát Tường có chia sẻ không? Liễu Lê 01688. Chị Liễu Lê ơi, cho bên em cái số điện thoại nào mà check được cái Facebook của bên mình ạ. 89K các chị nhá, 89K đỏ. Có tìm được không? Đơn là nhắn luôn mà chị. Không, không đợi chuyển khoản, đã chụp ảnh gửi cho nó. Chụp ảnh gửi hóa đơn cho nó chuyển khoản đã. Có thấy Ngọc Phương nhá, mọi người chia sẻ đi. Liễu Lê không chia sẻ. Chị Liễu Lê là không chia sẻ, không được mua hàng nhá. Em bỏ ghim này. Cho chị ghim cho chị Dương Dương này. Xem chị này chị đã chia sẻ chưa, ghim bình luận này. Dương Dương 0977 358425. 0977 358425. Bỏ một cái điện thoại nữa ra để check. 425. Điện thoại của Hậu đâu đây. Nào các chị nhớ là phải chia sẻ nha. Không chia sẻ là không mua được 69K đến 99K đâu các chị nhá. Cái ví này giá trên thị trường là 150K. Và em sẽ xả với giá là 89K. Nào chị Dương Dương à. Có chia sẻ. Rồi ok, một chiếc cho chị Dương Dương nha. Một chiếc cho chị Dương Dương. Chị Dương Dương các chị nào mà em được ghim mà được mua thì nhắn tin vào Facebook cho bên em nha. Nhắn tin địa chỉ nhận hàng cho bên em. Chị nào đây nhỉ? Chị Nghiêm Hạnh này. Chị Nghiêm Hạnh, em check luôn chị Nghiêm Hạnh đi. Em check chị Nghiêm Hạnh đi, nhìn cái số điện thoại check luôn để chị ghim luôn nha. Nào 89 á, ví o đỏ 89K cộng số điện thoại. Có thấy chi Lê, ví o đỏ 89K cộng số điện thoại nha. Chị nào chia sẻ thì bên em mới bán ạ. Chị nào không chia sẻ bên em sẽ không bán với giá này nhá. Em check được chị đấy chưa? Rồi ạ. Rồi ok chị Nghiêm Hạnh nha. Ok chị Nghiêm Hạnh này. Chị Trần Hậu. Trần Hậu lúc nãy ghim chưa nhỉ? Chưa.
Chị Trần Hậu ví o đỏ 89k này. Chị Trần Hậu ví o đỏ 89k em check luôn. Chị chúc mừng chị nha, chị vừa rồi nha. Còn một chiếc ví o đỏ 89k nữa nào, 89k. Còn hai chiếc nữa. Em check được chị Trần Hậu này chưa? Đây em đang check. Nhanh lên, khẩn trương lên các chị yêu ơi, khẩn trương lên ạ. Đây, chị nói chuyện chia sẻ nhá. Ai đấy? Ai ấy bảo đặt hàng Quảng Châu thì bao giờ có. Alo. Đây chị em cầm bớt đây thì còn bắt tìm đấu. Em ơi, số lượng một mẫu 50 cái trở lên thì mới đặt nhé. Đầy bút đây chị. Không, nhà chị không order cho khách, nhà chị lấy mỗi mẫu toàn một vài trăm cái thôi. Chị ơi, nhá. Chị chia sẻ nhá. Ừ. Số lượng 50 cái trở lên một mẫu chị mời ấy nhá. Không chia sẻ. Chị Trần Hậu lại không chia sẻ, không được ghim nhá, không được mua nhá. Chị Trần Hậu lại không được mua đâu. Ghim cho chị Thạch Trương này. Em các chị nhớ nhá, điều kiện mua hàng này, chia sẻ livestream này hay lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Chị nào không chia sẻ không được mua hàng với giá 89k đâu ạ. Các chị không chia sẻ sẽ không mua được hàng giá 69k đến 99k đâu các chị nhé. Thạch Trương 0972 767264. Tức là tìm ra Ngô Duẩn Hân. Có chia sẻ không? Nhưng mà không phải 6.8. Là Thạch Trương mà lại tìm ra là Ngô Duẩn Hân. Có chia sẻ không? Thạch Trương này bạn ơi, không có, không có chia sẻ nhá. Nào ghim cho người khác nào. Em lên nhiều rồi mà chưa mua được. Em chia sẻ rồi mà sao không mua được. Em không có số điện thoại, chị không ghim được, chị không bán được nhá Chi Lê nhá. Phải có số điện thoại mới ghim được. Mọi người nhớ là phải chia sẻ nhá. Nhớ là phải chia sẻ và comment lại ví o đỏ 89k cộng số điện thoại. Ví o đỏ nào ghim cho bạn Chip Thanh Huyền Lê này, xem bạn này bạn đã chia sẻ chưa. Các chị comment số điện thoại thì bên em mới chốt được các chị nha. Không comment số điện thoại bên em không chốt được đâu. 0972 150 447. Không chia sẻ. Chị Chip Thanh Huyền này không chia sẻ này các chị. Chị nào không chia sẻ không mua được đâu các chị nhá. Chị nào không chia sẻ không mua được đâu. Chốt cho chị Hoa Pơ Lăng này. Chị Hoa Pơ Lăng này em ơi. Trần Hậu ơi, bên em check không ra Facebook của chị mà ra Facebook của người khác nhá. Các chị nhớ là phải chia sẻ nhá. 89k nha các chị nha, còn hai chiếc nữa. Đỗ Bích Liên ơi, 69k hôm trước. Nếu như bạn gửi cho bên mình địa chỉ rồi là bên mình đã ship rồi nhá. Gửi địa chỉ rồi là bên mình đã ship rồi. Chị nào không chia sẻ là sẽ không mua được đâu ạ. Hoa Pơ Lăng có chia sẻ. Rồi ok, chúc mừng Hoa Pơ Lăng này. Còn một chiếc 89k ví o đỏ nữa. Chị nào ghim nào chị Hà Minh 89k nha các chị nha. Ví o đỏ 89k cộng số điện thoại này. Còn một chiếc này ghim cho chị nào đây. Chia sẻ nhiều mà chị. Chị nào đấy nhỉ? Lệ Quyết không có số điện thoại không ghim được đâu nha. Lệ Quyết, chị Doan Trường đi em ơi. Check cho chị Doan Trường đi. Chị nào chia sẻ, các chị cứ chia sẻ đi. Chị nào không chia sẻ là không mua được. Em sẽ xả cho các chị, hôm nay em sẽ xả cho các chị 500 sản phẩm luôn ạ. Ship rạch giá tầm khoảng 35-40 nghìn các chị nhá. Ship rạch giá tầm khoảng 35 nghìn, 40 nghìn gì đấy. Rạch giá Kiên Giang em không biết được đâu. Nhưng mà em sẽ bán cho tất cả các chị với giá gốc các chị nhá. 500 sản phẩm ngày hôm nay sẽ tri ân dành cho 500 chị em chúng ta với giá gốc không có lãi các chị nhá. Ngày hôm nay ạ, chị mua hàng em nhiều rồi. Rồi ok, các chị cứ chia sẻ đi. Các chị cứ chia sẻ đi, em sẽ có chia sẻ. Rồi ok, cho nốt chiếc này cho chị Đoan Trường nha. Em chốt vào ấy đi. Có chốt vào sổ không? Kịp đâu. Không chốt vào sổ thì không ấy được. Không chốt vào sổ thì không biết được là chị nào. Để chị ghi tên vào đây. Mày không ghi tên à? Đoan Trường chiếc này 6.8 triệu bạn ơi. Đứa nào kiểm tiền cho chị đi. Doan Trường chị là tên gì em có nhớ không? Có. Ừ rồi thôi được rồi, các cái này là để chị ghi tên luôn và em check nhá. Nào, em bỏ ví o đỏ này, em sang ví kẻ này. Em sang ví kẻ nha các chị nha. Em sang ví kẻ này, ví kẻ tím này. Ví kẻ tím 89k. Ví kẻ tím 89k cộng số điện thoại. Ví kẻ tím 89k cộng số điện thoại nha. Ví kẻ tím ạ, 89k cộng số điện thoại.
ví kẻ tím 89k cộng số điện thoại kèm theo chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Ví kẻ tím ạ, chờ em comment hàng chục lần đấy chị. Phải comment liên tục nhá. Nào rồi chị, tình đầu nơi đâu này, ví kẻ tím này. Tình đầu nơi đâu? Em ở chốt luôn chị, tình đầu nơi đâu này? Tình đầu lơi đâu, một chiếc 89k này, 89k nha các chị nha. Ngày hôm nay sẽ bán cho 500 chị em 500 sản phẩm nha, 500 chị em 500 sản phẩm nha. Chốt cho thằng Nguyễn này. Thằng Nguyễn này xem nào. Tình đầu lơi đâu chia sẻ rồi, ok thằng Nguyễn, em check thằng Nguyễn đi. Ngày hôm nay sẽ sale sập sàn cho 500 chị em 500 sản phẩm giá sốc nha. Mọi người không chia sẻ thì không mua được hàng đâu ạ. Mọi người không chia sẻ thì không mua được hàng đâu nha. Không chia sẻ thì không mua được hàng đâu. Ví kẻ xanh ạ. Ví kẻ xanh. Ví kẻ xanh 89k. Đổi comment, đổi comment. Các chị ơi, đổi comment đi ạ. Đổi comment đi ạ. Ví kẻ xanh. Ừ, đi nha, chúc đơn hàng nha. Mình chỉ chịu tiền xe từ đây ra cầu rẽ thôi. Còn từ cầu rẽ về nhà bạn là bạn phải trả. Cái bao này chắc tầm 70-100 nghìn cước. Bao đấy. Nào ví kẻ xanh ạ. Ví kẻ xanh 89k cộng số điện thoại nha. Ví kẻ xanh 89k cộng số điện thoại, kèm theo chia sẻ live stream nha. Có ba lô, lát nữa em sẽ sale cho các chị. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị 200 ba lô. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị 200 ba lô nhá. Nào ví kẻ xanh Lâm Thanh Thúy lại được ghim chưa? Lâm Thanh Thúy hiện rồi. Lâm Thanh Thúy được ghim rồi thì thôi ghim cho, nhường cho bạn Hồng Phạm này một cái đi. Hồng Phạm này, ví kẻ xanh. Em check đi thôi chị, em check xem có chia sẻ không, chị ghi tên ở đây rồi. Hồng Phạm. Hồng Phạm này. Ví kẻ xanh cộng số điện thoại nhá các chế nhá. Chị ấy không cho số điện thoại này, không check được. Check được Facebook. 0975. Chị bảo này. Em ra đây. Em sang đây em ngồi cạnh chị. Tôi ghi luôn cái số điện thoại vào đây. Nào ví kẻ xanh cho chị Hồng Phạm một chiếc này, chị đọc này. Chị đọc luôn số điện thoại cho em. Có không phải check. Hồng Phạm này 0975. 0975. 930875. Ví kẻ xanh 89k cộng số điện thoại nha. Ví kẻ xanh chị Mỹ Cát Tường này. Mọi người cứ từ từ thôi, chia sẻ livestream và ở lại trong live. Kiểu gì em cũng sẽ ghim mọi người nha. Kiểu gì em cũng sẽ ghim. Ờ đây. Chị Mỹ Cát Tường một ví kẻ xanh 89k này. À Ngọc Làng Đào ơi, nhà em chuyên xỉ số lượng lớn nhá. Nào Lệ Quyết một ví 89k này, Lệ Quyết này. Còn cái gì mà chưa được không? Cái bao đấy là của ai đấy nhỉ? Thắng ơi. Thế thôi gửi hết đi rồi. Lệ Quyết một chiếc ví kẻ xanh 89k này. Có thấy Hương Minh, ví kẻ xanh 89k cộng số điện thoại nhá. Ví rồi. Kẻ xanh 89k cộng số điện thoại. Lệ Quyết này. Chi Lê này, Chi Lê. Ví kẻ xanh 89k cộng số điện thoại, kèm theo chia sẻ livestream này. Có thấy Hải Hoàng, có thấy Hồng Minh. 89k nha các chế nha. Bích Hải một chiếc cuối cùng nha. Chị Bích Hải một chiếc cuối cùng 89k. Bây giờ là ví kẻ hồng nha các chị nha. Bây giờ là ví kẻ hồng này. Ví kẻ hồng nha các chị nha. Ví kẻ hồng 89k. Ví kẻ hồng 89k. Các chị ơi comment ví kẻ hồng 89k cộng số điện thoại. Ví kẻ hồng 89k cộng số điện thoại nha. Ghim được thì bán cho. Đúng rồi. Ai được ghim thì được được bán nhá. Comment này. Ví kẻ hồng 89k cộng số điện thoại nha. Ví kẻ hồng rồi. Kim Anh này. Ví kẻ hồng 89k cộng số điện thoại. Kim Anh một chiếc ví kẻ hồng này. Mọi người phải comment liên tục đi. Mọi người phải comment liên tục đi. Rồi Lâm Thanh Thúy cho một chiếc ví kẻ hồng nữa này. Lâm Thanh Thúy một chiếc ví kẻ hồng nữa nha. Ai đây? Hồng Minh đúng không? Ai được ghim rồi đúng không? Hồng Minh ghim chưa? Chưa. Chưa à? Rồi Hồng Minh chưa ghim thì ghim cho Hồng Minh một chiếc ví kẻ hồng nhá. Hồng Minh một chiếc ví kẻ hồng này.
Hồng Minh một chiếc ví kẻ hồng này. Ai đây? Loan Nguyễn một chiếc ví kẻ hồng nhá. Loan Nguyễn một chiếc ví kẻ hồng này. Ai đây? Phạm Hoa một chiếc ví kẻ hồng này. Ai comment nhanh nhất thì em sẽ ghim cho người đấy nhá. Ai comment nhanh nhất thì em sẽ ghim cho người đấy. Linh ơi nghe máy đi con ơi. Ví kẻ xanh còn một chiếc này, ví kẻ xanh còn một chiếc, ghim cho chị nào đây. Ví kẻ xanh này còn một chiếc. Ví kẻ xanh này còn một chiếc, chị nào lấy để em ghim nào. Hai người em không biết kịp số điện thoại có làm sao. Có mỗi tên thôi à? Lúc đầu ấy, lúc đầu đấy, lúc đầu mà chị bảo em lúc đầu tí nữa mở ra xem lại. Ví kẻ xanh này có một chiếc, nhà em ở làng nghề Tú Phú Xuyên, nhà em chuyên bán sỉ số lượng lớn, bao giá toàn quốc. Ví kẻ xanh này còn một chiếc nữa, chị nào lấy comment luôn ví kẻ xanh cộng số điện thoại. Ví kẻ xanh cộng số điện thoại còn một chiếc nữa, chị nào lấy rồi ok chị bằng lăng một chiếc ví kẻ xanh này. Ví o xanh này một chiếc này các chị này, ví o xanh một chiếc. Ví o xanh ạ. Có ship nha chị Châu Nguyễn nhỉ, có ship. Ví o xanh này, ví o xanh. Hàng Quảng Châu các chị nha, hàng Quảng Châu có dây đeo chéo này, có dây cầm tay và dây đeo chéo. Cái này là ví o xanh nha các chị nha. Chị nào là ví o xanh này comment ví o xanh cộng số điện thoại 89k nha các chị nhá. Ví o xanh. Lát nữa em xả 300 ví xong em sẽ xả 200 ba lô. 89k các chị nhá, 89k. 89k. Họ gọi cho mình trước đấy nhá. Ví o xanh này chốt cho bạn chị nào comment đầu tiên đây. Yên Yến ví o xanh nhá. Yên chốt cho ví o xanh nhá. Ví trứng đen cộng số điện thoại. Ví trứng đen cộng số điện thoại. Ví trứng đen cộng số điện thoại nha. Ví trứng đen cộng số điện thoại. Xả hết, xả 300 ví em sẽ xả sang 300 ba lô các chế nhá. Chia sẻ live stream đi ạ. Chia sẻ live stream đi các chế ơi. Chia sẻ live stream đi. Ví đen rồi chốt cho chị Tình Nguyễn ví không phải, cái này là ví trứng ạ. Ví trứng đen chốt cho chị Trịnh Thăng ạ. Chị Trịnh Thăng nha. Ví o xanh nha. Ví trứng xanh nha các chị nha. Ví trứng xanh này, có thấy chị Ngọc Phượng. Ví trứng xanh. Ví trứng xanh cộng số điện thoại ạ. Ví trứng xanh cộng số điện thoại các chị nha. Có thấy chị Ngọc Phượng nha. Chia sẻ live stream này mới được mua ví 89k nha các chị nha. Chia sẻ live stream này mới được mua với giá 89k. Đây là ví trứng xanh các chị ơi. Hoa cỏ may một chiếc ví trứng xanh này. Ví trứng xanh nhá. Ví trứng xanh cộng số điện thoại 89k. Chia sẻ live stream này để được mua hàng với giá 89k. Có thấy Huê Nguyễn chốt lốt cho Giáp Hằng một chiếc ví trứng xanh này. Có ghi kịp không em ơi? Có. Cái ví này có 3 cái thôi hả Hướng ơi? Hết rồi chị. Sót lại. Ví nhím hồng cộng số điện thoại ạ. Ví nhím hồng cộng số điện thoại. Ví nhím hồng cộng số điện thoại các chế ơi, ví nhím hồng cộng số điện thoại ạ. Comment cho em ví nhím hồng cộng số điện thoại và kèm theo chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai nhá. Tuyên Nguyễn ơi, mã hàng T36 á, nếu mà các chị gửi địa chỉ cho bên em rồi là bên em đã chốt đơn hàng gửi đi rồi các chị nhá. Đây là ví nhím hồng các chị nhá. Ví nhím hồng Huỳnh Giang này. Chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân thì mới mua được ạ. Mọi người cứ comment đi ạ, em sẽ ghim nhá. Ngày hôm nay em sẽ xả cho các chị 500 sản phẩm cho 500 chị luôn. Với điều kiện là chia sẻ nhá. Chị Châu Nguyễn một chiếc ví nhím hồng này, ghi xong số điện thoại chưa để chị ghim. Chị Châu Nguyễn một chiếc ví nhím hồng có dây đeo các chị nhá, có dây đeo. Châu Nguyễn này. Chị
Mỹ Cát Tường một chiếc ví nhím hồng này. 89k nha các chị nhá, 89k. Em chuẩn em sang mã khác đây. Em sang mã khác đây. Bây giờ cái này lên trên đây cho chị Hồng. Bây giờ cái này đặt lên trên này cho chị. Ừ, đặt vào góc này. Đặt vào góc sau để gọn không không bỏ góc nữa. Cho con mấy cái quyển ví vuông than ạ. Ví vuông xanh cộng số điện thoại nha. Ví vuông xanh cộng số điện thoại các chị nha. Ví vuông xanh cộng số điện thoại ạ. Đeo cho chị một cái đeo dài vào. Ví vuông xanh cộng số điện thoại ạ. Các chị ơi, kiểu gì em cũng sẽ ghim các chị nhá. Em ghim tất cả các chị luôn 500 sản phẩm các chị nhá. Em rồi chị tình đầu lơi đâu một chiếc ví vuông xanh này, em xem có thì cứ gộp đơn cho các chị nhá. Gộp đơn cho các chị, em sẽ sale kỷ niệm cho các chị ạ. 500 sản phẩm nha các chị nhá. Ví vuông xanh dành cho chị đầu lơi đâu một chiếc ví vuông xanh cộng số điện thoại này. Họ Tiên Nhung một chiếc. Họ Nguyễn Tiên Nhung này. Họ Nguyễn Tiên Nhung một chiếc ví vuông xanh 89k này. Họ Nguyễn Tiên Nhung này. Nào chia sẻ đi ạ, chia sẻ. Chia sẻ livestream để em ghim nhá. Chia sẻ livestream để em ghim. Ví vuông xanh cộng số điện thoại nha, em ghi xong chưa? Rồi. Hoàng Ngọc Lan. Hoàng Ngọc Lan một chiếc ví vuông xanh này, chị nào không chia sẻ là bên em xả đơn nhá. Chị nào không chia sẻ là bên em xả đơn cho khách khác đấy ạ. Nhớ là phải chia sẻ livestream này 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân nhá. Chỉ có 89k thôi các chị nhá, 89k một chiếc. Xong chưa em ơi, xong thì báo chị xong thì chị ghim chị khác. Lâm Lê ạ. Chị Lâm Lê, ví vuông xanh cộng số điện thoại. Chị Lâm Lê một chiếc ví vuông xanh. Chị Hoàng Gia Dụng một chiếc ví vuông xanh. Chị Hải Hoàng một chiếc ví vuông xanh. Chị Dương Phượng một chiếc ví vuông xanh. Chị Mỹ Cát Tường một chiếc ví vuông xanh. Chị Mỹ Cát Tường một chiếc ví vuông xanh nhá. Mọi người ơi không bị ẩn đâu, mọi người comment mọi người comment mạnh lên nhá. Vội hàng vội lắm không? Chị Khoảng Lặng một chiếc ví vuông xanh này. Đây em đang đeo đây, em đang đeo đây. Là em bắt đầu chốt đây, em kéo cái dây này lên cho các chị xem nhá. Hàng Quảng Châu có dây cầm tay và dây đeo chéo, bán bao nhiêu lâu rồi mọi người thừa biết rồi, giá của nó là 150. Ngày hôm nay xả 89k. Chị Hà Hoàng một chiếc ví vuông xanh này. Chị Huệ Nguyễn một chiếc ví vuông xanh nhá. Chị Huệ Nguyễn một chiếc ví vuông xanh này. Ghi tên rồi chị. Chị Thuận Đỗ, em phải ghi số điện thoại vào chứ. Chị Thuận Đỗ một chiếc ví vuông xanh ạ. Nhưng mà không kịp. Chị Lâm Lê một chiếc ví vuông xanh. Các chị nhớ là phải nhắn tin địa chỉ vào inbox cho bên em nhá. Nhớ là phải nhắn tin địa chỉ vào kho túi Kiên Vinh hoặc là Nguyễn Trung Kiên nhá. Nhắn tin địa chỉ cho bên em mới chốt được đơn ạ. Chị Lâm Lê rồi, chị Đỗ Thùy Linh một chiếc ví vuông xanh. Chị Tình Nguyễn một chiếc ví vuông xanh. Chị Trang Thư một chiếc ví vuông xanh. Chị Chi Lê một chiếc ví vuông xanh. Lẫn cả màu đen có được không các chị ơi? Chị Phương Loan Phạm một chiếc ví vuông xanh. Chị Hằng Trương một chiếc ví vuông xanh ạ. Có thấy Hằng Nguyễn nhỉ? Chị Nhung Hà một chiếc ví vuông xanh này. Chị Trần Thúy một chiếc ví vuông xanh. Chị Hằng Nguyễn một chiếc ví vuông xanh. Chị Nhìn Trần một chiếc ví vuông xanh ạ. Có du lịch nhé các chị ơi, có du lịch. Chị Tình Nguyễn một chiếc ví vuông xanh nha. Chị Tình Nguyễn một chiếc ví vuông xanh. Các chị nhớ là phải nhắn tin cho bên em địa chỉ, bên em mới chốt được đơn. Nào có 3 chiếc ví vuông đen này. Ví vuông đen nha. Ví vuông đen 3 chiếc. Các chị comment nhanh lên. Chị nào comment trước em chốt cho chị đấy trước. Ví vuông đen ạ. 3 chiếc ví vuông đen. Các chị yêu ơi chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream đi. Ví vuông đen. Chị Hằng Nguyễn một chiếc ví vuông đen này. Chị Hằng Nguyễn một chiếc ví vuông đen. Ví vuông đen còn 2 chiếc nữa. Nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Ví vuông đen, nhanh tay, nhanh tay ạ.
hai chiếc nữa, ví vuông đen cộng số điện thoại. Kèm theo chia sẻ livestream này hai lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Chị nào không chia sẻ không được mua hàng đâu nhá. Ví vuông đen cộng số điện thoại. Ví vuông đen cộng số điện thoại. Ví vuông đen chị Hà Hoàng một chiếc ví vuông đen này. Chị Hà Hoàng được một chiếc ví vuông đen nhá, 89k các chị nhá. Chốt lô cho chị Luyến Đặng một chiếc ví vuông đen. Chốt 3 cái ví vuông đen thôi nhá. Như thế thì em không ghi kịp à? Nó không ghi được số điện thoại. Đúng rồi, nhặt cái này ra. Ghi được mỗi tên. Nhặt cái màu kia ra cho chị. Không ghi tên rồi lắm nữa, mở lại, coi lại được mà. Viết, viết số điện thoại vào trong này. Các chị ơi, nhắn tin cho bên em đi ạ. Chị nào vừa được chốt nhắn tin luôn cho bên em nhá. Chị nào vừa được chốt nhắn tin luôn vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh ạ. Đưa đây để chị đưa cái máy mỏng đi. Chị nào được bên em chốt thì nhắn tin vào link Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn. Thì lúc nào gì xong rồi ghi một thời luôn. Nhưng mà chỉ ghi được tên thôi. Nào ạ, các chị đặt hàng ạ, các chị đặt hàng nhắn tin vào Facebook. Các chị đặt hàng đã được em đọc tên nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh. Tên sản phẩm, màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để bên em check đơn luôn ạ, để bên em chốt đơn luôn. Nhân viên bên em sẽ chốt trực tiếp trên điện thoại các chị nhá. Nhân viên bên em sẽ chốt trực tiếp trên điện thoại. Chị nào được em đọc tên thì vui lòng nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn nhá. Kho Túi Kiên Vinh ạ, các chị nhớ là nhắn tin vào đi để bên em chốt luôn. Để bên em chốt luôn nhá. Nào bây giờ ạ, tiếp tục 89k nha. Ngày hôm nay xả cho các chị, xả cho các chị 500 ví luôn, 500 ba lô luôn nhá. Xả hết luôn ạ. Xả hết kho luôn các chị nhá. Xả hết kho luôn. Kho nhà em thì nó phải vài vạn, bao nhiêu vạn sản phẩm. Ví Chanel kem ạ. Ví Chanel kem 89k cộng số điện thoại nha các chị nhá. Ví Chanel kem 89k cộng số điện thoại. Ví Chanel kem 89k cộng số điện thoại. Điều kiện mua hàng chia sẻ livestream 2 lần ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Ví Chanel kem ạ, 89k cộng số điện thoại các chị nhá. Ví Chanel kem 89k cộng số điện thoại. Nhanh tay, nhanh tay ạ. Nhanh tay, ví Chanel này rất là ít luôn. Ví Chanel này rất là ít luôn các chị, nhanh tay comment này. Ví Chanel kem này, chị Kim Thanh Nguyễn một chiếc ví Chanel kem này. Không miễn ship nha chị nhá. Không miễn ship các chị nhá. Giá của nó trên thị trường là 150.000. Em bán có 89.000 thôi mà các chị đòi em miễn ship nữa thì em đến bó tay luôn đấy ạ. 89k mà còn đòi em miễn ship là em bó tay luôn, em phá sản luôn. Cái này là xả không lãi 1.000 nào rồi ạ. Xả không có lời lãi 1.000 nào đâu ạ. Chị Duyên Nguyễn ví Chanel kem này em không phải chốt đâu em ơi. Em không phải chốt, các chị lấy hàng. Các chị đặt hàng nhắn tin vào Facebook bên em ạ. Nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh các chị nha. Chị Loan Đặng một chiếc ví Chanel kem. Chị nào lấy nhắn tin vào Facebook cho bên em ạ. Bên em sẽ chốt đơn. Chị nào nhắn tin trước bên em chốt đơn cho chị lấy trước. Chị Dung Ma Vương một ví Chanel kem này. Các chị nhớ là phải nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh nha. Nguyễn Thùy Trang một chiếc Chanel kem 89k này. Chị nào đây, chị Loan Nguyễn một chiếc ví Chanel kem 89k. Chị Tuệ Minh một chiếc ví Chanel kem 89k. Nào mang hàng ra đây đi. Chị ơi có được mua mấy túi không hay? Mua thoải mái luôn ạ, mọi người mua thoải mái luôn. Ngày hôm nay em xả toàn bộ kho hàng luôn ạ. Ngày hôm nay em xả toàn bộ kho hàng luôn, các chị mua thoải mái luôn. Chị nhìn Trần một chiếc ví Chanel kem ok. Mọi người thua mua thoải mái luôn. Mang hàng ra đây này. Chị ví Chanel xanh ạ. Hết ví Chanel kem nha mọi người ơi. Ví Chanel xanh này không bị ẩn đâu các chị nhá. Chị Mỹ Cát Tường ấy không bị ẩn đâu. Chuyển sang ví Chanel xanh ạ. Chuyển sang ví Chanel xanh. Có 3 chiếc ví Chanel xanh này thôi hết. Ví Chanel xanh này hết rồi à? Mang hết ví SL ra đây. Ví Chanel xanh chị Huỳnh Giang một chiếc ví Chanel xanh này. Còn 2 chiếc nữa chị nào lấy nhanh tay comment. Chị Huỳnh Giang một chiếc ví Chanel xanh 89k.
ví Chanel xanh 89K cộng số điện thoại. Các chị ơi, nhắn tin địa chỉ vào Facebook, chứ bên em không chốt ở trên này đâu. Chị Lục Tú một chiếc ví Chanel xanh, chị Hằng Nguyễn một chiếc Chanel xanh ba lô, phải lát nữa các chị nhé. Bỏ lên đây, bỏ từng mẫu từng màu lên đây, không phải chốt, em không phải chốt sổ nữa, nhặt mẫu lên đây chị. Ví Chanel đỏ này có một chiếc ạ. Ba lô phải chờ em ạ, em xả hết đúng 500 ví em sẽ sang ba lô. Ví Chanel đỏ một chiếc ạ. Ví Chanel đỏ một chiếc các chị nhá. Ví Chanel đỏ này. Ví Chanel đỏ cộng số điện thoại. Chị nào mà inbox cho bên em sẽ chốt. Chị nào mà inbox cho Facebook kho túi Kiên Vinh, bên em sẽ chốt các chị nhá. Nhớ là phải inbox vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Cái này là ví Chanel đỏ. Ví Chanel đỏ cộng số điện thoại. Ví Chanel đỏ cộng số điện thoại ạ. Ví Chanel đỏ cộng số điện thoại. Chốt đơn cho Quyên Nguyễn ví Chanel đỏ. Các cái đơn này xong rồi, nhặt gọn để vào túi bóng, sách vào trong phòng mà để gọn và để ấy. Để chốt cho khách. Phải để riêng màu ra chứ để thế này thì làm sao mà ấy được. Để riêng màu ra nha, sắp riêng màu ra cho chị. Sắp riêng màu ra chị chốt đơn cho khách. Nào, ví xe gel ạ. Ví xe gel cộng số điện thoại. Ví xe gel 89K cộng số điện thoại. Ví xe gel 89K cộng số điện thoại. Kèm theo chia sẻ livestream này 2 lần chế độ công khai trên trang cá nhân. Ví xe gel cộng số điện thoại. Ví xe gel cộng số điện thoại. Ví xe gel cộng số điện thoại. Có túi sách đi dạy chị Luyến Trần nhá. Ví xe gel cộng số điện thoại. Chị Huỳnh Giang một chiếc ví xe gel này. Chị My Huyền Đặng một chiếc ví xe gel. Chị Nguyễn Oanh một chiếc ví xe gel. Chị vợ Trinh là anh một chiếc ví xe gel. Chị Nhung Nguyễn một chiếc ví xe gel. Hết ví xe gel nhá. Sang ví xe đen nhá các chị nhá. Ví xe đen ạ. Ví xe đen. Ví xe đen cộng số điện thoại. Ví xe đen, đen cộng số điện thoại. Các chị nhắn tin vào Facebook bên em ạ. Nhắn tin vào Facebook kho túi Trung Kiên. Nhắn tin vào Facebook kho túi Trung Kiên. Tên sản phẩm, màu, cộng số điện thoại và cộng địa chỉ nhận hàng 89K các chị nha. Chỉ bán cho các chị chia sẻ livestream thôi ạ. Chỉ bán cho các chị chia sẻ livestream nha. Ví xe đen nha các chị nha. Ví xe đen ạ. Chị Thu Giang Nguyễn một chiếc ví xe đen này. Chị Hiếu Phan một chiếc ví xe đen. Hàng Quảng Châu nha các chế ơi. Nói chung là đợi lúc mà mở ra cho các chế, các chế coi thì hết mất hàng rồi. Mở ra cho các chế coi là hết mất hàng rồi. Chị My Huyền Đặng một chiếc ví xe đen. Chị Marie Gian một chiếc ví xe đen. Chị Doan Bang một chiếc ví xe đen. Chị Phạm Hương một chiếc ví xe đen. Chị có dây đeo các chế ơi, có dây đeo. Chị Dung Ma Vương một chiếc ví xe đen. Ví xe đỏ có 2 chiếc nha. Ví xe đỏ có 2 chiếc này, bỏ hết ISL ra đây. Ví xe đỏ, ví xe đỏ. Trang Thư nhà tôi đầy túi của shop. Ví xe đỏ 2 chiếc, ví xe đỏ 2 chiếc ạ. 89K nha các chị nha. 89K. Ví xe đỏ cộng số điện thoại. Ví xe đỏ 89K cộng số điện thoại. Ví xe đỏ 89K cộng số điện thoại nha các chị nha. Số lượng nó có rất là ít, có 2 chiếc thôi. Chị nào comment nhanh nhất em chốt cho chị đấy các chị nha. Chị nhận được rồi, có quà không em? À, quà gì chị Mỹ Cát Tường ơi? Để riêng màu ra để thế này làm sao mấy được không? Để riêng màu ra cho chị để chị chốt cho khách. Ví xe đỏ 2 chiếc này. Ví xe đỏ này chốt cho chị có ba lô. Chốt cho chị Vân Hạnh một chiếc ví xe đỏ. Chị Vân Hạnh một chiếc ví xe đỏ này. Chị Bảo An Trần Lê. À không, chị này thì hết đen rồi. Ví xe đỏ chốt cho chị Lệ Lệ Chi một chiếc ví xe đỏ này. Vẫn còn ví vuông nữa à? Còn tốt 2 cái chị ạ. Một chiếc ví xe hồng này, một chiếc ví xe hồng. Ví xe hồng cộng số điện thoại. Ví xe hồng cộng số điện thoại. Một chiếc ví xe hồng. Một chiếc ví xe hồng ạ. Ví xe hồng cộng số điện thoại. Chị Cẩm Lệ Dương ấy hết đỏ rồi. Có sale tất cả hôm nay em sale toàn bộ cho các chị luôn. Bắt buộc các chị là phải chia sẻ livestream các chị nha. Điều kiện mua hàng bên em ạ.
chia sẻ livestream này ở chế độ công khai trên trang cá nhân 2 lần. Ví C Hồng ạ, ví C Hồng cộng số điện thoại, ví C Hồng cộng số điện thoại, chốt cho chị Thu Giang Nguyễn ạ. Chốt cho chị Thu Giang Nguyễn này. Ví ISL màu hồng này có 4 chiếc này. Ví ISL hồng này có 4 chiếc nhá các chị nhá. Ví ISL hồng ạ, ví ISL hồng. Chị nhắn địa chỉ rồi, nhắn vào Facebook cho bên em nhá. Kết thúc livestream bên em sẽ check tin nhắn ạ. Cách thức đặt hàng nhá các chị nhá. Cách thức đặt hàng là nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh, tên sản phẩm cộng màu cộng số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Ví ISL hồng nhá các chị nhá. Ví ISL hồng ạ. Ví ISL hồng cho Quyên Nguyễn một chiếc ví ISL hồng. Ví ISL hồng cộng số điện thoại. Chị nào lấy, chị nào được đọc tên nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Chị nào được đọc tin tên thì nhắn tin vào kho túi Kiên Vinh, chị phạm nguyện một cái ISL hồng mua thoải mái luôn. Các chị được mua thoải mái luôn, miễn là chia sẻ livestream cho bên em nhé. Miễn là chia sẻ livestream cho bên em, chị bảo Giang Nguyễn một cái ví ISL hồng. Còn một cái ví ISL hồng nữa chị nào lấy ạ. Ví ISL hồng cộng số điện thoại 89k các chị nhá. Giá trên thị trường là 150k. Nhà em xả 89k. Có thấy Phạm Nguyệt. Ví ISL hồng cho chị Hà Hoàng một chiếc ví ISL hồng này. Ok các chị mua thoải mái luôn, mà em xả toàn bộ kho cho các chị luôn. Có bao nhiêu cái ví ISL đen mang hết lên đây. Ví ISL đen nha các chị nhá. Ví ISL đen ạ. Ví ISL đen 89k cộng số điện thoại kèm theo chia sẻ livestream và nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Bỏ từng màu lên một thôi, bỏ lên thế này không ấy được. Ví ISL đen nhé các chị nhá. Ví ISL đen ạ, size 26cm. Bao rẻ toàn quốc luôn, xả không lợi nhuận các chị nhá. Ví ISL đen cộng số điện thoại. Ví ISL đen cộng số điện thoại. An Nguyễn một chiếc ví ISL đen. Chốt cho An Nguyễn một chiếc ví ISL đen. Ví ISL đen 89k cộng số điện thoại nha. Ví ISL đen các chị comment nhanh lên, chị nào comment trước em chốt cho chị đấy trước nha. Chị Thái Thu Tú Hảo một chiếc ví ISL đen. Chị Chín Lê một chiếc ISL đen. Chị Hà Hoàng một chiếc ví ISL đen. Chị Nguyễn Hồng Điểm một chiếc ISL đen. Không mua cũng xe cho mọi người cùng mua cho vui. Cảm ơn chị Thúy Hoàng nha. Chị Thi Trần một chiếc ví ISL đen. Các chị ơi chia sẻ livestream và nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh nha. Chị Kiều Anh một chiếc ví ISL đen ạ. Nghĩa Trần ơi, anh phải nhắn tin cho bên em địa chỉ bên em mới chốt được nhá. Chị Trần Bích Văn một chiếc ISL đen ạ. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp. Hàng Quảng Châu cao cấp. Ok Quyên Nguyễn gộp đơn. Chỉ có 89.000 thôi, chất liệu da hết sức mềm luôn, hết sức đẹp luôn bên trong này các chị này. 89k nha. 89k một chiếc thôi. Các chị không mua thì đừng tiếc nha. Ví ISL đen cộng số điện thoại ạ. Ví ISL đen cộng số điện thoại. Chị nào lấy thì nhắn comment nhanh tay nhanh tay. Nhanh tay comment ạ. Đọc tên chị nào thì em chốt cho chị đấy nha. Có dây đeo như chị Thị Xuân Phương Võ ơi, có dây đeo. Chị Văn Trần Trần một chiếc ví ISL đen 89k nha. Đây là dây đeo chéo đấy ạ. Ví ISL đen cộng số điện thoại nha. Ví ISL đen cộng số điện thoại 89k các chế ơi. Còn chị nào lấy ví ISL đen nữa không nhở? Chị Thư Anh một chiếc ví ISL màu đen này. Chị Huyên Lê một chiếc ví ISL màu đen. Còn vài chiếc nữa thôi nha. Chị Thư Anh một chiếc rồi, chị Huyên Lê một chiếc này. ISL màu đen này, dây đeo chéo đây, dây đeo dài đây. Hàng Quảng Châu nha, hàng Quảng Châu cao cấp. Lê Nhi một chiếc ví ISL màu đen này. Chị Vân Hạnh một chiếc ví ISL màu đen này. Chị Hằng Nguyễn một chiếc ví ISL màu đen. Chị Trang Khang một chiếc ví ISL màu đen. Lê Nhi được rồi nha. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh nha. Để làm ra nghe máy đi. Trúc Nguyễn một chiếc ví ISL màu đen. Có. Đây là đen hay gì? Chào Ngọc Hiền, mọi người chia sẻ like đi ạ. Xỉ bao giá toàn quốc luôn các chế nhân, xỉ bao giá toàn quốc luôn. Xỉ bao giá toàn quốc luôn, sao không giải quyết đi mà lại bảo tí nữa gọi là ai? Ai đấy? Khách buôn thì trả lời luôn người ta đi. Mang vào đây. Giải quyết việc luôn thì còn phải đợi tí nữa gọi lại.
Chị nghe rồi em ơi. Ừ. Tài khoản, chị chưa gửi cho em tài khoản à? Ừ đây đây, chị chụp. Chị chụp cho tài khoản nha. Agribank nhá. Ừ tối Tùng nó vào nó bốc mà, chiều tối nó vào nó bốc. Chiều nào nó trả vào nhà chị. Ừ. Cái gì? Móc vào nó thôi. Còn chị nào lấy ví L đen cộng số điện thoại không ạ? Size 26cm nha. Size 26cm. Size 26cm. Ví ISL đen. Chị Phạm Thị Hà một chiếc ví ISL đen này 89k các chị nhá. Nhớ là nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Chị nào không nhắn tin vào Facebook là không chốt được đơn đâu ạ. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh nha. Cước về Nam Định 35k nhé chị nhé. Cước về Nam Định 35k. Linh chốt đơn đi. Linh có biết chốt đơn không? Mày đang chốt đây à? Của con Quỳ Trâm này à? Chốt luôn cho nó tính tiền, gửi hóa đơn cho nó đi. Ví L đen nhá. Cần tiền ship nhiêu em đang chốt đến đâu rồi nhỉ? Đang chốt đến đâu rồi nhỉ? Đây rồi, đây rồi. À, chị Hye Sun Kim một chiếc ví ISL màu đen này. Chị Nguyễn Hồng Điểm với chị lấy cái gì ạ? Comment cho em. Chị Nguyễn Hồng Điểm một chiếc ví ISL màu đen này. My Huyền Đặng một chiếc ví ISL màu đen. Yên Nguyễn một chiếc ví ISL màu đen. Chị ơi mua hai cái phí ship cùng lúc. Hồng Phạm em không biết, phí ship nó tầm khoảng từ 28 đến 40 nghìn. Phí ship tầm khoảng 28 đến 40 nghìn em không biết đâu các chị nhá. Nó tùy thôi ạ. Chung chung là tầm khoảng 30-35 nghìn. Nhiều nhất là 40 nghìn em cũng không. Nói chung là không quá cao đâu ạ. Chị Hồ Khanh một chiếc ví ISL màu đen này. Chị Hồ Khanh một chiếc nha. Chị Thị Phạm Hà một chiếc đen nha. Cước về Nam Định tầm khoảng 30 nghìn nhé Thư Anh nhá. Phan Phương một chiếc ISL đen. Yên Nguyễn một chiếc ISL màu đen. Yên Nguyễn có rồi, Yên Nguyễn có rồi nha. ISL đen cộng số điện thoại. Chị Hồ Khanh một chiếc này. Lấy hai cái phí ship về Linh Bình. Hai cái phí ship về Linh Bình nó tầm 35 nghìn thôi. 35 nghìn thôi. 30-35 nghìn thôi nhé. Chị Trịnh Thu Kim một cái ISL màu đen này. Chị Tươi Doan một chiếc ví ISL màu đen này các chị này. Mua 2 cái miễn ship. Mua 200 cái cũng không miễn ship nhá Quyên Nguyễn nhá. Nhà mình lấy hàng 500 sản phẩm cũng chả được miễn ship, cũng chi là 2 cái. Giá thị trường bán 150, mình bán 89k mà còn đòi miễn ship nữa thì đến bó tay luôn. Hàng Nguyễn Nguyễn một chiếc ví ISL màu đen này. À làng nhà em ở làng nghề Tùy Phú Xuyên, nhà em chuyên bán xỉ số lượng lớn, ship thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 35 nghìn nhá Linh Lâm nhá. Ship thành phố Hồ Chí Minh 35 nghìn. ISL màu đen cộng số điện thoại. ISL màu đen cộng số điện thoại. Shop em ở làng nghề Tú Phú Xuyên và nhà em chuyên bán xỉ số lượng lớn các chế nha. Ví ISL màu đen cộng số điện thoại. Ví ISL màu đen cộng số điện thoại các chị nha. Có thấy chị Kim Thư, còn chị nào lấy ví ISL 89k nữa không ạ? Còn chị nào lấy ví ISL màu đen 89k nữa không? Size 26cm. Size 26cm. Comment cho em này, ví ISL đen cộng màu cộng số điện thoại. Ví ISL đen cộng số điện thoại 89k thôi ạ. 89k các chị nhá. Giá của nó chỉ có 89k thôi. Xả hết toàn bộ kho luôn các chị nhá. Xả hết toàn bộ kho luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay ạ. Chị nào lấy nhanh tay comment này. Còn một ít ví ISL đen rồi em xả lốt. Còn chị nào lấy ví ISL đen nữa không? Còn chị nào lấy ví ISL đen nữa không nhỉ? Còn chị nào lấy ví ISL đen nữa không? Nhanh tay nhanh tay. Em qua mã, em qua màu nhá. Ví ISL xanh này các chị này. Ví ISL xanh ạ. Cộng số điện thoại. Mỹ Cát Tường có rồi nha. Ví ISL xanh này. Lâm Thanh Thúy có rồi. Ngọc Nguyễn một chiếc ví ISL màu đen. Ví ISL xanh cộng số điện thoại. Nhà mình ở làng nghề Tú Phú Xuyên. Nhà mình chuyên bán xỉ số lượng lớn nha.
Nào còn ai lấy nữa không ạ? Còn ai lấy ví ISL không? Ví ISL xanh cộng số điện thoại giá 89.000. Chị Thắm Phạm một chiếc ví đen này. Ở Huệ Nguyễn ví vuông xanh, không còn ví vuông xanh nữa đâu chị ơi, ví ISL xanh ạ. Hà Hoàng một chiếc ví ISL xanh đâu, ví vuông xanh, chốt đơn cho chị Huệ Nguyễn một chiếc ví vuông xanh nhá. Chị Giang Hân Trần comment số điện thoại cho nhân viên rồi chốt, nhắn tin cho bên em nhé các chị nhá. Nguyễn Hồng Điểm một chiếc ví xanh này. Nguyễn Thu Hằng một chiếc ví xanh này. Còn hai chiếc xanh nữa. Còn hai chiếc xanh nữa chị nào lấy? 89k thôi các chế nhá, không lời lãi của các chế 1.000 nó không chi lê một cái ISL xanh. Còn một chiếc em đang cầm trên tay. Trần Lợi một chiếc ISL đen, còn một chiếc xanh em đang cầm ở trên tay. Còn một chiếc xanh em đang cầm ở trên tay. Em không được à? Màu đen. Hà Hoàng một chiếc ISL đen. Vodka Trần một chiếc ISL xanh, em hết xanh. ISL kem này các chị này. ISL kem chị Loan Nguyễn hết xanh rồi nhá. Hết xanh, hết xanh, hết xanh. Ok 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 nhá. Các chị nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Cách thức đặt hàng em ghi ở bên dưới. Đây là ví ISL kem. Ví ISL kem cộng số điện thoại. Ví ISL kem 89k cộng số điện thoại. Chia sẻ livestream này các chế nhá. Lâm Thanh Thúy một chiếc ví ISL kem này. Ví ISL kem cộng số điện thoại. Giá này là giá xỉ, không được 1.000 nào của các chế luôn. Giá này là giá xỉ, không được 1.000 nào của các chế luôn đâu các chế nhá. Chỉ có 89k thôi. Cái này nó là hàng Quảng Châu nhá các chế nhá. Không đổi được đâu Ngọc Nguyễn nhá. Mỹ Cát Tường một chiếc ISL kem này. Nhắn tin vào Facebook cho bên em nhá. Ôi dồi ôi, hàng Quảng Châu mà đợi đến lúc các chị xem được ở bên trong thì hết hàng. Chị Thùy Trang một chiếc kem, chị My Huyền Đặng một chiếc kem. Ví kem ISL kem cộng số điện thoại. L kem cộng số điện thoại nhá. ISL kem cộng số điện thoại 89k. Loan Đặng một chiếc kem. Hà Hoàng một chiếc kem. Tuyết Ngô một chiếc kem. Nào 89k nhá. Châu Loan một chiếc kem, còn vài chiếc nữa thôi, nhanh lên. Nhanh tay lên chị nào comment trước thì em chốt cho chị đấy trước, có 89k thôi. Xả không được một xu nào đâu ạ. Xả không có lời lãi của các chế 1.000 một xu một cắc nào đâu. Nhanh tay comment, còn vài chiếc kem nữa chế nào lấy lốt ạ. Có dây đeo chéo nhá, hàng Quảng Châu nhá. Loan Nguyễn một chiếc kem ạ. Còn 2, 4, 5, 6, còn 6 chiếc nữa chế nào lấy lốt ạ. Có đen nhá Bích Trâm nhá. Hoa Nguyễn một chiếc kem. Nhanh tay comment, nhanh tay comment. Huế Trần một chiếc đen này. Nào, ISL kem ạ. Ship bao nhiêu ship? Từ tầm khoảng 27 đến 40 nghìn. Ship tầm khoảng 27 đến 40 nghìn, tùy lơi em không biết. Ship ra đảo nó sẽ đắt hơn. Không có xanh đâu chị Hồ Hạnh nha. Có đen và kem nha. Có đen và kem. Có đen và kem. ISL đen và kem cộng số điện thoại 89k. Ok, có Hà Hoàng rồi. Đen và kem nha các chị nha. Bông bi 2 chiếc kem, còn 3 chiếc kem nữa. Đen và kem. ISL đen và kem cộng số điện thoại. Ship từ 27 đến 40 nghìn, em không biết, tùy lơi. Thôi đừng mang đen, mã này xả nhiều quá rồi. Xem được em. Không đổi được Ngọc Nguyễn nha, không đổi được. Chốt là phải chốt đúng màu. Chốt là phải chốt đúng màu, đen và kem này. Đen và kem. Đen và kem. Chị Vũ Thị Chuyên một chiếc màu kem. Anh Núc Si lấy màu gì ạ? Ship bao nhiêu cái? Các chị mua một cái em ship. Các chị mua một cái em ship cho chị ISL đen. Ok, cho chị Mỹ Cát Tường một chiếc màu đen. Còn chị nào lấy nữa không? Nhanh tay chia sẻ nhá. Xoan Lê Kim một chiếc đen. Lê Thị Diễm một chiếc kem. Em xem. Màu đen em vừa vào. Thu Hà Trần một chiếc màu đen. Anh Lúc Si một chiếc màu đen. Chốt mãi không. Nào còn ai lấy đen nữa không? Còn ai lấy đen lấy kem nữa không? Kem còn một chiếc. Hằng Lê một chiếc ISL đen 89.000 các chị nhá. Mua một chiếc em cũng ship, mà mua 1.000 chiếc em cũng ship nhé em. Số lượng rất là nhiều. Còn chị nào lấy nữa không nhỉ? Còn vài chiếc đen nữa, chị nào lấy nữa không? Còn một chiếc kem nữa này. ISL đen hoặc là ISL kem cộng số điện thoại. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng Quảng Châu đây, không phải hàng xưởng đâu nhá. Hàng đẹp cực kỳ luôn, mà chỉ có 89k thôi. Xả không có lãi 1.000 nào luôn. Xả không có lời và không có lãi 1.000 nào luôn nhá các chị nhá. Không mua ngày hôm nay thì không có ngày hôm nào nữa ạ.
chị Hoàng chi một cái đen. Có được Hà Hoàng nha, ngày hôm nay ạ. Nói chung là từ buổi hôm trước và buổi hôm nay em sẽ xả hết cho các chị luôn. Rồi còn một chiếc kem lỡ chốt luôn cho My Nguyễn nha. Các chị mua 50 chiếc cũng được luôn các chị nhá. Các chị mua 50 chiếc cũng được. Ví LV súp này các chị này, hàng gì nhà em chẳng có. Hàng gì nhà em cũng có luôn. Thế nên là các chế cứ từ từ em sẽ xả kho. Còn chế nào lấy nữa không? Để em cắt nha. Nhấc lốt các cái ví kia lên đây. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn nha. Cất các cái đen này đi, cái đen này không có khách chốt. Cái đen này không còn ai chốt nữa, cất các cái này đi. Cất cái trong này đi. Chị kiếm Vinh cho kho túi sách. Chị ơi, một người mua được hai. Mọi người mua thoải mái luôn. Để riêng loại ra. Các chị nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Ví sao này. Ví sao cộng số điện thoại. Hạnh Ngô em chưa nhận được hàng chị ơi. Hạnh Ngô em đặt hàng từ bao giờ? Chờ 1-2 ngày nữa không có thì nhắn tin cho bên chị nhá. Chờ 1-2 ngày nữa mà không nhận được hàng thì nhắn tin cho bên chị nhá. Hết, còn một cái này vì sao vậy? Tất cả đây là sao, một màu hay nhiều màu đây? Ví sao xanh cộng số điện thoại các chị nhá. Ví sao xanh cộng số điện thoại 89.000. Giá trên thị trường là 150.000. Em bán cho các chế 89.000 các chế nhá. Bán luôn giá gốc cho các chế ạ. Bán luôn giá gốc cho các chế. Ví sao xanh cộng số điện thoại. Hoàng Nhật Vi em ơi, gửi túi cho chị chưa? Chị Hoàng Nhật Vi ơi, đơn của chị gửi rồi. Muội Nguyễn một chiếc ví sao này. Bảo Gia Nguyễn một chiếc ví sao. Kim Ngân một chiếc ví sao. Thùy Vân một chiếc ví sao. 89.000 các chị nhá, hàng Quảng Châu ạ. Hàng Quảng Châu, Quảng Châu. Chị Hạnh Nguyễn một chiếc ví sao. Sĩ Đoàn một chiếc ví sao. Còn vài chiếc nữa chị nào chốt chốt nhanh tay. 89.000 thôi. Ví sao cộng số điện thoại. Ví sao cộng số điện thoại. Chị Hồng Minh một chiếc ví sao. Hà Hoàng một chiếc ví sao. Phạm Thị Quý một chiếc ví sao. Hương Huỳnh một chiếc ví sao. Mai Đông mới đặt hôm trước làm sao hôm nay đã nhận được hàng. Mai Đông vừa mới đặt hôm trước, like trước like này làm sao đã nhận được hàng. Các chị nhắn tin vào Facebook ạ. Kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Mỹ Duyên một chiếc ví sao. Mỹ Cát Tường một chiếc ví sao. Lê Hòa một chiếc ví sao. My Huyền Đặng một chiếc ví sao. Hằng Lê một chiếc ví sao. Trần Thùy ơi, em có comment đủ cú pháp đâu mà mua được. Ví sao xanh cộng số điện thoại. Tâm Phạm một chiếc ví sao. Cái này là ISL mà. Tâm Phạm một chiếc ví sao. Hết nha mọi người nha. Nguyễn Tiên một chiếc ví sao. Chị nào đây? Chị Mỹ Duyên Trần một chiếc ví sao. Hết ví sao nha. Là ví xe đen này. Ví xe đen, ví xe đen, ví xe rêu, ví xe đỏ. Còn mỗi màu một chiếc. Ví xe ạ, à, ví xe cộng số điện thoại. Ví xe cộng màu cộng số điện thoại. 89.000 nha các chế nha. 89.000. Chị nào mua thì nhắn tin vào kho túi Kiên Vinh. Chị nào mua thì nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để bên em chốt các chế nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn các chị nhá. Đặt hàng nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn ạ. Ví xe ạ, ví xe gel một chiếc. Ví xe gel một chiếc chốt cho chị Cẩm Lệ Dương cái chiếc ví xe đỏ. Loan Đặng ví xe đen. Phương Chi Chi ví xe. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Ví vuông xanh còn vài chiếc nữa này. Ví vuông xanh còn vài chiếc các chị nhá. Chia sẻ livestream đi ạ, các chị yêu ơi. Chia sẻ livestream đi, sao mãi nó chỉ có hơn 400 view thế này, không lên được 600-700 view à? Các chị nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh cho bên em để chốt đơn nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn ạ. Ví vuông xanh. Ví vuông xanh cộng số điện thoại. Ví vuông xanh cộng số điện thoại các chị nha. Em cầm ở trên tay mẫu gì là em bán mẫu đấy. Em cầm mẫu gì ở trên tay là em bán mẫu đấy. Các chị nhớ là comment này. Ví vuông xanh cộng số điện thoại. Ví vuông xanh cộng số điện thoại.
có ba lô. Các chị chia sẻ like mạnh lên, chia sẻ like mạnh lên, lát nữa em xả ba lô cho các chị. Ví vuông xanh cho chị Thanh Chiều một chiếc, ví vuông xanh chị Thúy Diễm một chiếc. Chị Hà Hoàng ơi, sao chị chốt nhiều thế? Chị Hà Hoàng ơi, chốt 6-7 cái rồi. Còn 3 chiếc nữa các chị nhá, còn 3 chiếc ví vuông xanh nữa. Nhắn tin nhá các chế nhá, cứ nhắn tin với búp bên em Hoa Nguyễn một chiếc ví vuông xanh. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kim Vinh Diệp Tú một chiếc ví vuông xanh. Thu Biên một chiếc ví vuông xanh, em hết ví vuông xanh. Không đổi được nhé chị Phạm Thị Quý nha. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn các chị nha. Ví o tím 3 chiếc. Ví o tím 3 chiếc các chị nha. Ví o tím 3 chiếc. Ví o tím 3 chiếc các chị nha. Ví o tím cộng số điện thoại. Ví o tím cộng số điện thoại. Làm gì rồi? Cho hàng vào xếp đi. Ơ. Chị vì cái ngát bán thôi. Ví o tím cộng số điện thoại 89.000 các chị nhá. Xả tất 89.000 cho các chị. Nói nhiều đau họng quá. Ví o tím cộng số điện thoại ạ. Cẩm Vân một chiếc ví o tím này. Doan Bang một chiếc ví o tím. Hà Hoàng một chiếc ví o tím hết nhá. Em đọc tên ai là em chốt cho người đấy. Ô cái ví này nhiều lắm, hàng vừa mới về xong mấy trăm cái không bán được đâu. Về nhà ba lô. Vừa về cái kia. Về nhà. Ba lô cóc của ba lô chơi còn được không? Ba lô cóc á? Ba lô chơi. Vài hôm nữa. Ba lô chơi không có hàng nữa. Ba lô hỏi chính xác mấy ngày nữa còn đặt hàng. Em không dành nữa, chị nói lại cho em biết. Các chị đặt hàng nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Chị nào không chia sẻ bên em check luôn. Em không bán giá 89k đâu các chị nhá. Cái này là hàng Quảng Châu, giá là 150.000, xả cho các chị 89.000. Các chị nhớ nó phải chia sẻ livestream. Một chiếc ví đê này. Ví đê xanh. Ví đê xanh thì một chiếc chị nào lấy ạ? Ví đê xanh cộng số điện thoại 89.000 một chiếc. Ví đê xanh cộng số điện thoại. Các chị chia sẻ like đi ạ. Chia sẻ like thì mới mua được hàng nhá. Chia sẻ like thì mới mua được hàng. Ví đê xanh cộng số điện thoại này quá đẹp luôn các chị nhìn này. Quá đẹp luôn. Ví đê xanh cộng số điện thoại. Ví đê xanh cộng số điện thoại chốt đơn chị Lâm Nguyễn ví đê xanh. Có một chiếc thôi các chị đừng comment để em ghi. Em chốt cho chị Lâm Nguyễn. Chốt cho chị Lâm Nguyễn nha. Có một chiếc ví đê xanh thôi các chị nha. Ví Chanel xanh có một chiếc này. Ví Chanel xanh một chiếc. Ví Chanel xanh một chiếc. Ví Chanel xanh. Ví Chanel xanh. Ví Chanel xanh, ví Chanel xanh. Một chiếc ví Chanel xanh 89k cho chị nào comment nhanh nhất. Ninh ơi. Ví Chanel xanh nha. Một chiếc thôi các chị nhá. Một chiếc ví Chanel xanh thôi. Chị Châu Loan ví Chanel xanh. Cho đơn chị Châu Loan ví Chanel xanh. Các chị nhắn tin vào địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh nhá. Nhắn tin vào kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Nhắn tin vào kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Ví Chanel sữa. Ví Chanel kem, ví Chanel kem. Ví Chanel kem còn một chiếc. 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 Ví Chanel kem cộng số điện thoại. Ví Chanel kem cộng số điện thoại. Ví Chanel kem cộng số điện thoại. Hết Chanel xanh rồi các chị ơi. Ví Chanel kem cộng số điện thoại. Có mỗi một chiếc ví Chanel xanh mà mấy chục chị comment. Ví Phạm Linh Thảo Giang nhá. Phạm Linh Thảo Giang. Có một chiếc Chanel xanh thôi mà các chị mấy chục chị comment thế thì em đã bảo hết rồi. Phạm Linh Thảo Giang. Ba lô cốc mấy ngày nữa có mẹ. Một tuần nữa. Ví kẻ rêu này. Ví kẻ rêu, ví kẻ rêu 2 chiếc.
Ví kẻ rêu có 2 chiếc. Ví kẻ rêu có 2 chiếc. Ví kẻ rêu có 2 chiếc. Ví kẻ rêu ạ, cộng số điện thoại. Ví kẻ rêu cộng số điện thoại. Ví kẻ rêu cộng số điện thoại. Có thấy chị Mỹ Cát Tường, Bảo Gia Nguyễn. Bảo Gia Nguyễn. Một chiếc. Ship Đà Nẵng em đoán tầm khoảng 35.000 đến 40.000. Tòng Bùi. Đỏ, còn đỏ các chị chờ em một tí, chị Cẩm Lệ Dương nhé, còn đỏ. Chốt cho chị Tòng Bùi một chiếc nha. Tòng Bùi. Chia sẻ livestream đi ạ, mọi người ơi, chia sẻ livestream đi, sao đang 400 mấy mà còn có 240 này. Tụt tụt như thế này là bán 89k là hơi bị buồn đấy nhá. Hết rồi, hết rêu rồi nhá. Một chiếc này này. Vì nhím hồng ạ. Vì nhím hồng cộng số điện thoại có một chiếc thôi, các chị đừng comment rêu nữa. Các chị nhìn này, 26 cm các chị nhá. 26 cm. Chị Hoàng Hạnh lần trước mua 3 túi 150 giờ còn 89. 150 to hơn chị Hoàng Hạnh nhá. Một chiếc này các chị nhìn này, các chị nhìn này tay em này. Các chị nhìn tay em này, nhà em ở làng nghề túi Phú Xuyên, nhà em chuyên bán sỉ số lượng lớn. Chị Maria Bùi. Maria Bùi. Nhắn tin địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh nhá. Nhắn tin địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Tất cả màu đen à? 55. Cái này của nhà chị là nó khác của ngoài kia đúng không? Ngoài kia là trơn. Ừ, ra kia nó rẻ hơn, 55.000 là chị bán hòa vốn đấy. Nào, ví tim đen. Ví tim đen. Ví tim đen cộng số điện thoại. Nhắn tin địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Nhắn tin địa chỉ vào kho túi Kiên Vinh. Tên sản phẩm, màu với cả địa chỉ nhận hàng để chốt đơn. Ví tim đen. Ví tim đen có ít lắm các chị nhá. 2, 4, 6, 7. Có 7 chiếc thôi. Chị ơi shop ở đâu vậy? Hỏi quá trời mà không thấy trả lời em. Thưa chị Cao Nhung là từ nãy đến giờ em trả lời địa chỉ nhà em đến chục lần rồi. Nhà em ở làng nghề túi Phú Xuyên và nhà em chuyên bán sỉ số lượng lớn. Bao giá toàn quốc các chị nhá. Bao giá toàn quốc. Ví tim đen này có 7 cái. Chị nào comment nhanh em chốt cho chị đấy. Chị Trần Kim Châu. Trần Kim Châu. Trần Kim Châu một chiếc này. Chị Hiền Phạm một chiếc này. Thanh Bùi một chiếc này. Mỹ Duyên một chiếc này. Đợi mở bên trong thì hết hàng rồi chị Ngọc Thi nhá. Bỏ quên kỷ niệm vì nhím hồng hết rồi nhá. Dung Trần một chiếc ví tim đen này. Tình Đầu Nơi Đâu một chiếc ví tim đen. Các chị lấy thì hãy comment nha. Các chị không lấy đừng comment để cho người khác còn mua nha. Maria Bùi một chiếc ví tim đen. Ví tim hồng nha. Chị Phạm Nguyệt đã không nhìn thấy số điện thoại của chị Phạm Nguyệt một lúc nào luôn. Chưa nhìn thấy số điện thoại của chị Phạm Nguyệt một tí nào luôn. Không hề nhìn thấy số điện thoại của chị luôn. Ví tim hồng. Ví tim hồng cộng số điện thoại. Được nhá Hoàng Xuân nhá, sỉ bao giá toàn quốc luôn. 89.000. 89.000 mà hỏi còn hỏi là mất phí ship không thì em đến ạ chị luôn. Ví tim hồng có ít lắm các chị comment nhanh thì em chốt luôn mà thể. Chia sẻ livestream đi ạ, chia sẻ livestream đi các chị ơi. Quá ít người xem. Chia sẻ like đi, chị nào không chia sẻ like không mua được hàng bên em đâu nhá. Bên em sẽ check đi ạ. Chị nào không chia sẻ không mua được hàng đâu, chỉ có 89k thôi. Chia sẻ like đi, chia sẻ like, chia sẻ like, em bắt đầu chốt nhá. Comment luôn đi để em chốt một thể nào. Ví tim hồng này đeo lên cho các chị xem này. Ví tim hồng này. Alo. Ví tim hồng các chị nhìn thấy không? Em bắt đầu chốt nhá. Đùa chứ mày để cái quay. Đây ví tim hồng đây nhá các chị nhá. Ví tim hồng này. Dây này chỉnh ngắn dài thoải mái luôn các chị nhá. Dây chỉnh ngắn dài thoải mái luôn. Đây 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 đeo cho các chị xem này. Đùa chứ mày để.
Ví tim hồng nhá. Nào em bắt đầu chốt này. Ví tim hồng này có ít lắm, các chị comment nhanh nhanh, nên chị nào comment trước chốt cho chị đấy trước, chị nào comment sau thì chốt cho chị đấy sau. Chị Angel Smell một chiếc ví tim hồng này, 55 một chiếc ví tim hồng này, Nhung Vũ một chiếc ví tim hồng, Dung Trần một chiếc hồng, Dâu Tây một chiếc hồng, Ngọc Thanh một chiếc hồng, Kiều Oanh Lola một chiếc, Mỹ Cát Tường một chiếc em ok, chị Hằng Lê một chiếc em ok, chị Anger Smell em ok rồi, Bỏ Quên Kỷ Niệm một chiếc em ok, 89.000 nha chị Hồng Linh Tào nha. Chị Hoàng Ngọc Loan một chiếc ví tim hồng, Văn Trần Trần một chiếc ví tim hồng, Hạnh Nguyễn một chiếc ví tim hồng, còn một chiếc em đang đeo này thôi. Hết hồng nha các chị nha. Lan Quách một chiếc hồng, chốt đến chị Lan Quách là hết nha. Sang tím nha. Ví tim tím ạ. Ví tim tím, ví tim tím. Ví tim tím, ví tim tím. Ví tim tím cộng số điện thoại và chia sẻ livestream này để được chốt đơn. Chia sẻ livestream này để được chốt đơn các chị nha. Cái nào đẹp để chị. Ok chị Tuyết. Ok chị yêu, ưu tiên chị yêu. 89.000 các chị nhá. 89.000 em ghim số tiền ở trên rồi đấy ạ. 89.000. Xả tất cả kho luôn. Ví tim tím nhá các chị nhá. Cái này là tím rồi ạ. Comment ví tim tím đi. Ví tim tím cộng số điện thoại. Comment luôn một thể đi để em chốt. Thu Liễu. Ví tim tím cộng số điện thoại. Tim tím cộng số điện thoại để chốt đơn. Tim tím cộng số điện thoại để chốt đơn nhá. Nào comment đi ạ. Cái này ít lắm các chị nào chốt trước. Chị nào comment trước thì chốt cho chị đấy trước. Em có chốt cho chị Cẩm Lệ Dương rồi. Nào em bắt đầu chốt này. Chị nào comment trước thì em chốt cho chị đấy trước. Chị nào mà comment muộn thì đừng, không có hàng thì đừng trách em nhá. Chia sẻ livestream nhá. Tim tím này. Đấy ví tim tím này. Chốt cho chị tim tím. Trần Kim Châu một chiếc tim tím, Bảo Gia Nguyễn một chiếc tim tím, Thúy Niu một chiếc tim tím, Hà Hoàng một chiếc tim tím, Chiến Vũ không comment số điện thoại thì làm sao mà săn được. Vũ Thị Thanh Hà một chiếc tim tím, Hằng Lê một chiếc tim tím, Nguyễn Thu Liễu không có màu khác, Tiến Lê em ok, Tiên Lê em ok, chị Thúy Diễm em ok, chị Chi Lê em ok. 89.000 nha. Các chị không comment số điện thoại em không chốt được đơn đâu. Các chị không chia sẻ không chốt được đơn đâu. Chị Thoa Ngô một chiếc em ok. Nguyễn Thu Liễu lấy cái gì thì chị comment mỗi số điện thoại em chả chốt được đâu. Comment ví tim tím cộng số điện thoại. Chị Phạm Nguyệt một chiếc em ok. Chị Phạm Nguyệt. Chị Nguyễn Thu Liễu một chiếc em ok. Chị Văn Trần Văn một chiếc em ok. Chị Thanh Trần một chiếc em ok. Chị Ngọc Hiền một chiếc em ok. Mọi người mua đi, ví này đẹp lắm. Các shop khác bán 150 đến 170. Đúng rồi, các shop khác bán đến 150 đến 170. Làm gì có ai bán 89k. Chị Phạm Thu Huệ Huệ một chiếc em ok. Chị Lê Thị Diễm một chiếc em ok hết nha. Đỏ nha các chị nha. Đỏ 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 đỏ. Tim đỏ cộng số điện thoại. Ai đấy con? Ai đấy? Bảo gì? Đưa đây, đưa đây. Alo? Ai đấy ạ? Vâng. Em đang làm bên Viettel chị ạ. Vâng. Ôi giời ơi chị ơi, em biết là phục vụ tại địa chỉ rồi, nhưng mà chị biết là một ngày nhà em thì thật sự là hôm nào thì best nhất là tầm không bán thì nó tầm 5-60 đơn, còn hôm nào nhiều thì nó tầm 150-200 đơn đấy. Nhưng mà em chuyển hàng ra đấy, có hôm em gửi đi Hà Nội thì 6-7 ngày chục ngày mới nhận được hàng, xong lại là bỏ hàng ra đấy 4 ngày rồi mới cho hàng đi.
Bưu điện vào lấy hàng ra xong cho ra lấy hàng 4 ngày mới chuyển đi lên Hà Nội thì em hỏi chị là làm ăn kiểu đấy có được không? Em thì thật ra là em cũng mới bán lẻ thôi, bởi vì nhà em là bán buôn. Em bán buôn, em mới bán lẻ thôi. Thế nên là em mới bán lẻ được tầm khoảng 3 tháng nay thôi. Đấy. Mà em nói thật là ngày nào nhiều thì em cũng 200 đơn. Em ít bán lẻ lắm, một ngày em chỉ bán tranh thủ em bán thôi, có ngày thì em chả bán, thỉnh thoảng em mới bán thôi mà. Đậu xanh sướng nhở. Ở hình nhở. Bác tí đi được xem. Vâng, em gửi Phú Xuyên tầm khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng gì đấy. 2 tháng, cứ cho là 2 tháng đi. Vâng. Nói chung là làm việc nhiều cái nó lằng nhằng. Viettel họ nhiệt tình hơn, mà đi phát họ cũng nhiệt tình hơn. Các cái đơn nào không phát được họ tự động họ gọi lại cho khách. Đấy, xong là họ... Không, có hộp mà. Làm gì có hộp với hâm ẩn là bê em dơ này, là bê dây là có hộp. Ôi dồi ôi, em nói bao nhiêu lần em nói thật với chị là nói nhiều khi nói với nhau cứ như kiểu cãi nhau rất là đau đầu. Mà hàng mang ra bọn em gửi bọn em mất ship, bây giờ đi phát làm việc nhận hàng cũng không có trách nhiệm, đi phát cũng không có trách nhiệm, thì chính em là người thiệt thòi về cái mặt tài chính, chứ bên bưu điện chả ảnh hưởng cái gì cả. Đấy, thế nên là cái gì cũng thế, có lợi cho mình thì mình làm thôi chị ạ. Vâng. Em nói thật là em còn gọi điện cho cả phó. Em còn gọi điện cho cả phó giám đốc và cả giám đốc bưu điện mấy lần rồi mà ok ok mà còn chẳng... Cô nào đấy em cũng chẳng nhớ đâu, nhưng mà nói chung là em cũng có gọi điện. À vâng, phó giám đốc là Nam, đúng rồi. À, em đúng rồi. Vâng, em không để ý tên đâu, nhưng mà nói chung là em cũng có gọi điện trao đổi qua rồi mấy lần rồi mà cũng nói chung là chả ai, chắc là hàng nhiều quá nên là thôi em chuyển sang bên Viettel cũng được. Em thấy nhân sự luân chuyển suốt mà cũng ấy, nên là nói chung là cái này thôi để sáng mai chị em mình trao đổi sau nhé. Bởi vì tầm giờ là em đang bán hàng mất rồi nhé. Vâng, vâng. Chị thôi không cần phải gặp đâu chị ạ. Cái này có gì em trao đổi sau, bởi vì là em thấy bên Viettel là tuy là cái cước thu hộ của người ta có đắt hơn một ít, nhưng mà người ta làm việc rất là nhiệt tình và tử tế luôn. Rồi. Thôi chị ạ, nói chung là bây giờ em đã bỏ bỏ khoảng chục ngày nay rồi, em không gửi ở đấy. Vâng, một tuần thôi, một tuần thì em mới bán lại, thì em bán vài buổi thì em cũng cho xuống Đại Xuyên này chị. Vâng. Vinh ơi. Rồi ok, nếu mà thế thì sáng mai chị, nếu mà chị rảnh thì chị gọi cho em nhé. Bây giờ em lại đang bận, em đang bán hàng trực tiếp luôn mà. Chị Vinh. Nhá, vâng, em lần này bao nhiêu? Nào to này 23, nhỏ này 22. Con đi điện thoại này. Nào em bắt đầu chốt vì tim đỏ này cho chị Mi Huyền Đặng một chiếc này, 3 chiếc phí ship. Em không biết ạ, phí ship các chị tự thanh toán với bên bưu điện các chị nhá. Chị Thoa Phạm một chiếc ví tim đỏ này. Chia sẻ livestream nhá. Ngoan Nguyễn một chiếc ví tim đỏ, phí ship các chị thanh toán với bên vận chuyển. Chị Bảo Gia Nguyễn một chiếc ví tim đỏ này. Shop em ở làng nghề Tú Phú Xuyên nhà em chuyên bán xỉ số lượng lớn các chị nhá. Chị Hằng Lê một chiếc ví tim đỏ. Chị Bảo Gia Nguyễn được rồi, nhường cho chị khác đi. Chị Thúy Phạm tím hết rồi nhá. Chị Thoa Phạm một chiếc đỏ này. Chị Vũ Thị Thanh Hà một chiếc đỏ. Rêu này, rêu các chị nhá. Ví tim rêu. Ví tim rêu cộng số điện thoại. Chia sẻ livestream này và nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn ạ. Nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn các chị nhá. Nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn. Ví tim rêu nhá, ví tim rêu là có ít lắm các chị, nhanh tay chị nào nhắn. Các chị nào comment trước em chốt cho chị đấy trước. Chị nào comment sau em chốt cho chị đấy sau. Chị nào mà comment lúc hết hàng là không được chốt đơn. Đọc tên chị nào chốt đơn chị đấy. Sau đó các chị nhắn
tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Chị Nguyễn Thu Liễu ơi, hết đỏ mà chị bỏ, chị không lấy thì rất là nhiều người sau không được chốt. Ví tim rêu cộng số điện thoại 89.000. Chia sẻ livestream đi ạ. Lên 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 nào các chị ơi, chia sẻ livestream lên nào. Lên lên đi ạ. Chia sẻ livestream đi. Làm ví tim rêu cộng số điện thoại, các chị comment luôn để em chốt một thể 2, 4, 6, 7. Có 7 chiếc ví tim rêu rồi, thôi chị nào comment một nhanh thì em chốt cho chị đấy. Chị Huyên Lê một chiếc rêu. Chị Đào Bảo Long một chiếc rêu. Còn 5 chiếc nữa, chị Kim Ngân một chiếc rêu. Chị Quyên Thái một chiếc rêu. 89.000 các chị nha. Chị Bảo Gia Nguyễn có rồi, nhường cho chị khác nha. Chị Thu Thủy một chiếc rêu. Chị Cúc Nguyễn một chiếc rêu. Bỏ quên kỷ niệm một chiếc rêu, em hết hàng nha. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn các chị nha. Nhắn tin địa chỉ vào kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Hết rêu rồi các chị nha. Nào các chị có thích em bán ví nữa không? Các chị có thích em bán ví nữa không? Chị nào thích em bán ví nữa không? Nào thích em bán ví nữa không nào? Nhân viên nhà em nó đang bảo là hết 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 rêu rồi nha. Để em xem nào. Em xem nào, em xem nào. Em xem nhá. Nào. Xả ví LV nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh đi, bên em sẽ chốt đơn luôn nhá. Ví LV còn ít, mang ra đây. Xả lốt đi. Nào xả lốt một mã ví LV nữa để sang túi và ba lô nhá. Cái gì? Cái nào? Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Trang Minh Lai. Các chị chia sẻ livestream đi, chờ em một tí nhá. Chia sẻ like đi, chờ em một tí. Chia sẻ like, chờ em một tí thôi. Nào ra đây. Ngắt ra đây, ngắt ra đây. LV xanh ạ. LV xanh cộng số điện thoại. LV xanh cộng số điện thoại. LV LV xanh cộng số điện thoại. Đứng vào quay vào tử tế cho người ta nhìn thấy tí. LV xanh cộng số điện thoại. LV xanh cộng số điện thoại. Nhanh tay chứ. Nói không biết nói, sợ lắm. LV xanh cộng số điện thoại ạ. Chế yêu rồi. Chốt đi. Các bạn chốt đơn. Đấy, chị ra hốt đi. LV xanh cộng số điện thoại ạ. Chị Hương Trà một LV xanh. Chốt cho chị Hương Trà. Chốt cho chị Hương Trà một LV xanh nhé. Nào các chị đẩy like lên đi, đẩy like lên đi. Em không biết nói đâu. Nói đi. Nói chốt không? Chị Trần Hoài Thu một LV xanh. Nào, các chị chia sẻ đẩy đơn lên. Nói ngoài thì nói chưa nói. Nhiều không? Hay có mỗi một cái đấy. Còn ở trong kia là còn ít thôi. Trần Hoài Thu chị cứ nói đi. Có thấy chương dấu nhá. LV xanh. Còn một cái giá con này. Nói đi nhá. Dạ. Em sợ lắm. Nhân viên nhà em đang bảo là em sợ lắm, em không dám nói gì. Chị có ăn thịt em đâu. LV xanh cộng số điện thoại nào. LV xanh cộng số điện thoại 89k. LV xanh cộng số điện thoại 89k. Các chị nhà comment luôn một thể thì em chốt luôn. Chia sẻ. Cái gì ngay rồi. LV xanh cộng số điện thoại. LV xanh cộng số điện thoại 89.000. Chia sẻ livestream này để được chốt đơn. Và sau đó là nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh nha. Cái này còn ít à? Còn ít lắm. Chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream. Ví LV xanh này có ít lắm các chị nha. Ví LV xanh này có ít lắm. Chốt cho chị nào đây.
nhựa đá đang hết đỏ rồi, nhựa đá đang hết đỏ. Cho hỏi. À, Tô Lì Yến ơi, nhà mình ở làng nghề Tú Phú Xuyên. Nhà mình chuyên bán xỉ số lượng lớn. Chuyên bán xỉ số lượng lớn và bao giá toàn quốc. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ live stream đi, không chia sẻ không được mua hàng đâu ạ. Không chia sẻ không mua hàng được đâu ạ. Em chưa xả đủ 500 ví đâu ạ. Em chưa xả đủ 500 ví đâu. Em chưa xả đủ 500 ví đâu. Cho xin số điện thoại chị Tô Lì Yến ơi, chị thoát ra vào trang cá nhân của em là có số điện thoại đấy. Còn nữa không? Còn hàng nữa không? Có thu phí ship không? Em chốt nha. Cái gì đấy con? Thu ship mẹ ơi. Thu ship cái gì? Thu ship cái gì? Gia đình tôm cái gì mà lấy cái. Đưa đây, đưa đây. Em ghi là không thu phí ship mà chị. Em ghi là không thu phí ship mà. Không, nó vớ va vớ vẩn, em không thu 1.000 nó luôn. Em không thu tiền, chị chuyển khoản cho em rồi, em thu tiền làm gì? Cứ bảo nó mang hàng đến đi chị. Bảo nó mang hàng đến đi xem nó bảo thế nào, vớ vẩn. Có hóa đơn trên tay của em đấy, tay em viết luôn mà. Không thu tiền mà. Chị lật hộ em cái đằng sau của mặt hóa đơn viết tay đi. Em biết có thu tiền đâu. Không thu tiền đâu. Em bảo này. Chị bảo cái thằng bưu tá đấy là nhắn tin cái số hiệu bưu đến cho em thôi. Em bảo yêu cầu gốc nó, bưu của gốc nó sửa lại. Có khi bọn nó nhập nhầm hay bị thế lắm. Vâng, em không thu tiền đâu. Em lúc nãy chị gọi em đang quay nên là không ấy được bằng cái Facebook. Vâng. Vâng vâng. Còn xanh nhiều không? Còn một tệp. Nào bỏ ở đây để chốt nào. Điện thoại này con màu đen xanh, chắc là hết đen rồi. Này em bắt đầu chốt ví LV xanh này. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn nhá. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Ví LV xanh em bắt đầu chốt từ chị nào đây? Chị Hương Trà một chiếc LV xanh này. Chị Hương Trà một chiếc LV xanh. Linh làm gì đấy Linh? Bà ấy hỏi nó chút. Trần Hoài Thu Trần Hoài Thư một chiếc LV xanh này. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để được chốt đơn và chia sẻ livestream này nha. Thúy Diễm một chiếc LV xanh. Vũ Thị Thanh Hà một chiếc LV xanh này. Lan Hoàng một chiếc em ok. Nguyễn Diễm một chiếc em ok. Các chị nhắn tin địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh nhá. Thái Hòa một chiếc LV xanh. Loan Nguyễn một chiếc LV xanh. Thì ví này quên không dặn là xếp loại nào riêng ra loại đấy, tí nữa nhặt ra cho khách chốt nó dễ. Chị Tô Lì Yến vào trang cá nhân của bên em là có số điện thoại đấy ạ. Địa chỉ ở làng nghề Tú Phú Xuyên, chuyên bán xỉ số lượng lớn các chị nhá. Bao giá toàn quốc. Chị Thúy Lưu một chiếc màu xanh này. Nhà em chuyên xỉ số lượng lớn nhá chị Nguyễn Mai nhá. Có ví cầm tay là xe to nhất không chị? Của chị tên gia đình Tôm đấy ạ. Chị Loan Đặng ơi, nhắn tin địa chỉ vào Facebook kho túi Kiên Vinh nhá. Có thu ship đâu anh? Không thu, không thu. Bảo gửi cái mã vận đơn vào đấy để sửa bưu cục gốc. Anh Thanh gửi, Bùi một chiếc LV xanh này. Anh gửi này. Cái mã vận đơn vào đấy để sửa bưu cục gốc. Còn đúng một chiếc. Tinh. Anh gửi cái mã vận đơn để Mai sửa Chi một chiếc màu xanh này. Có thu ship đâu. T46 là cái gì? Thôi cắt đi, tí nữa chốt cho đầy người. Chốt lúc nãy không chốt mấy chục. Alo. Có thu ship đen hết anh? Đen rồi ạ. Không thu ship, không thu ship tiền. Được đây. Bảo rõ là không thu tiền rồi. Bạn nhắn tin cho mình cái mã vận đơn vào trong này để mình yêu cầu bưu cầu gốc sửa nha. Nhắn tin mã vận đơn vào đây. Bảo có mỗi nhắn cái tin mã vận đơn vào thôi mà cũng cứ nói mãi thôi. Chị Loan Nguyễn một chiếc. Chị ơi hàng em sao vẫn chưa có à? Gửi địa chỉ rồi là gửi rồi nhá. Mỹ Xuyên nhá. Vũ Hằng một chiếc này.
Còn vài chiếc nữa chị nào lấy lốt ạ? 246. Còn 6 chiếc nữa giá của nó là 89.000, chị nào lấy comment nhanh. Có khi là chuyển ngày 10 tháng. Ngày bao nhiêu? Ngày 10 tháng 3, hôm thứ 7 luôn. Ngày không lắng một chiếc LV xanh nhỉ. Còn 5 chiếc nữa chị nào lấy không ạ? Còn 5 chiếc nữa chị nào lấy comment luôn ạ. Chia sẻ like mới được chốt đơn các chị nhé. Chia sẻ like mới được chốt đơn và sau đó là nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh. Nhắn tin vào Kho Túi Kiên Vinh. LV Hồng cộng số điện thoại. LV Hồng cộng số điện thoại. Lát nữa em sẽ xả ba lô cho các chị. Lát nữa em sẽ xả ba lô cho các chị nha. Trần Kim Châu một chiếc LV Hồng. Còn một chiếc nữa chị nào lấy quay luôn. Còn một chiếc LV Hồng này thôi. 89.000 các chị nhá. 89.000 ạ. Chị Phạm Linh Thảo Giang ơi, em chưa xả đủ 500 ví. Xả đủ 500 ví em sẽ ngừng và chuyển sang ba lô. Các chị không không muốn xem ví các chị có thể thoát ra lát nữa vào. Chị Loan Nguyễn một chiếc LV Hồng. Các chị nhắn tin vào Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn. Nếu chị nào không nhắn tin bên em không chốt đơn đâu ạ. Không nhắn tin và không chia sẻ like để bên em không chốt đơn. Ví LV Hồng hết hàng rồi, còn 11 chiếc. Còn 11 chiếc màu đỏ, chị nào lấy comment nhanh ạ. Còn 11 chiếc màu đỏ, chị nào lấy comment nhanh. Ngày không lắng một chiếc LV xanh. Ngày không lắng một chiếc LV xanh. Các chị nhắn tin địa chỉ vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh để chốt đơn. Không để địa chỉ ở trên đây nhé chị Vũ Thị Thanh Hà nha. Không để địa chỉ ở trên đây ạ. LV đỏ cộng số điện thoại. Có 11 chiếc, chị nào lấy comment nhanh. Chị nào lấy comment nhanh và chia sẻ live stream nha. Chia sẻ live stream ạ. LV đỏ cộng số điện thoại size 26cm. Size 26cm nha. Chị nào không chia sẻ là sẽ không được đặt hàng đâu ạ. Có 11 chiếc các chị. Có túi du lịch chị Vũ Thị Vân Anh nha. Có túi du lịch. Chia sẻ live stream nha các chị nha. Chia sẻ live stream ạ. Các chị chia sẻ live stream đi để em xả ba lô nha. Chia sẻ like để xả ba lô. LV đỏ cộng số điện thoại để chốt đơn ạ. LV đỏ cộng số điện thoại để chốt đơn. Có 11 chiếc, chị nào comment nhanh chốt trước cho chị đấy. 89.000 nha các chị nha. 89.000 xả lốt mẫu ví này em sẽ xả lốt mẫu ví này em sẽ xả sang ba lô. Chị Loan Nguyễn một chiếc LV đỏ, còn 10 chiếc. Chị Thái Hòa một chiếc LV đỏ một chiếc. Có dây đeo dài nha, hàng Quảng Châu Nguyễn Hậu nha. Có dây đeo dài hàng Quảng Châu, còn 9 chiếc nữa. LV đỏ cộng số điện thoại. Em có nghe chị Nguyễn Thị Thu Hương. LV đỏ cộng số điện thoại. Đây là dây đây ạ, dây đeo chéo đây ạ. Bên trong đây, hàng Quảng Châu các chị nhá, hàng Quảng Châu ạ. Chia sẻ like để được chốt đơn nha. Chị Hậu Lê chờ em một tí, tí nữa em cho chị xem. Tí nữa em cho chị xem. LV đỏ cộng số điện thoại chị Hằng Trương một cái. Còn 8 cái LV đỏ nữa, cái này da mềm cực kỳ luôn nhá, hàng Quảng Châu. Xả 89.000. Xả 89.000 nhá, ship bao nhiêu em không biết, tùy lời ạ. Huyền Trang một chiếc LV đỏ. Hết rồi nhá chị Ngọc Hiền nhá, hết rồi ạ. Còn xanh thôi ạ. Ngày không lắng gửi địa chỉ cho bên em rồi, là bên em chốt đơn rồi, cái này không có đem. Chị ơi lay không. Này hôm trước là 150. Chị Hoa cỏ may một chiếc. Chị Hoa cỏ may một chiếc. Cái này không phải hôm trước, cái này là khác hôm trước. Cái hàng hôm trước là hàng khác. Hàng này là hàng khác. Cái này giá của nó trên thị trường là 150. Em xả 89.000 các chị nhé. Chia sẻ live stream mới được chốt đơn và nhắn tin địa chỉ và tên hàng cộng màu vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh. Lê Như Kim Duyên một chiếc LV đỏ. Còn chị nào lấy nữa không ạ? Còn 5 chiếc đỏ và 5 chiếc xanh nữa ạ. 89.000 nha chị Nguyễn Huyền nha. 89.000. Chị 55 một chiếc LV đỏ. Mình ship Viettel nhá. Mình ship Viettel. Chị Hà Nguyễn một chiếc LV ví o hết sạch không còn cái nào nhá. Còn còn hàng em đang cầm ở trên tay thôi. Vâng, cái mà là nhầm ạ. Nhầm anh Nguyễn một chiếc LV xanh ạ. Chị Tâm Phạm không nhìn thấy số điện thoại của chị Tâm Phạm ạ.
chị Thoa Ngô một chiếc LV đỏ rồi đơn còn 2 đỏ và 4 xanh. À còn 2 đỏ và 3 xanh. Có tính ship. Ok, tí nữa em xả ba lô. Hết mã này em xả ba lô cho các chị. Hết mã này em xả ba lô cho các chị. Còn 2 đỏ và 3 xanh ạ. Còn 2 đỏ và 3 xanh chị nào lấy comment luôn nhanh 89.000. Không chia sẻ livestream bên em không ship hàng nhá. Ship tỉnh em không biết chị Ngọc Hưởng ở tỉnh nào ạ. 35 đến 40.000. Chị Hằng Trương lấy nhiều thế. Chị Hằng Trương lấy nhiều vậy. Dùng toàn hàng đẹp mà sao hôm nay mua cái hàng 150 này. Mọi khi em thấy chị toàn mua hàng đẹp mà hôm nay chị mua hàng 150. Hồ Hạnh một chiếc xanh ạ. Chị Hồ Hạnh một chiếc xanh. Chị Nguyễn Huyền một chiếc xanh. Chị còn 2 chiếc đỏ. Viettel phí không cao đâu ạ. Rất là nhanh luôn. Gửi Viettel rất là nhanh. Nguyễn Huyền một chiếc LV xanh. Còn 2 chiếc đỏ. Còn 2 chiếc đỏ. Ship Sóc Trăng thì hơi cao đấy ạ. Tầm khoảng 40 đến 45 nghìn ship Sóc Trăng. Tiên Lê một chiếc đỏ. Còn một chiếc đỏ em đang cầm trên tay này. Còn một chiếc đỏ em đang cầm trên tay. Chị nào lấy luôn. Comment LV đỏ cộng số điện thoại. Chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream để được đặt hàng bên em với giá 89.000. Túi công sở thì em hôm nay em không sale túi công sở nhé chị Hoàng Quỳnh Trang nhé. Ngày hôm nay em không sale túi công sở. Cho vui. Mua nhiều vậy chị. Chị mua vừa thôi. Chị Hằng Trương mua vừa thôi nhá. Lúc nào em sale hàng đẹp thì lấy nhá. Chị Hằng Trương nhá, lúc nào em sale hàng đẹp thì lấy. Còn một chiếc đỏ thì chị nào lấy comment LV đỏ cộng số điện thoại. LV đỏ cộng số điện thoại. Còn một chiếc đỏ các chị chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream nha. Nào nhanh lên muộn rồi. Có Valentino chưa chị em lấy xỉ. Hàng từ Quảng Châu về đến Việt Nam 3 ngày nữa nha Thu Yến nhá. 3 ngày nữa là có Valentino hàng đang về. Hôm nay mới xưởng mới phát hàng ra thì 3 ngày nữa mới về đến Việt Nam. 3 ngày nữa là có hàng. Còn một chiếc đồng và một chiếc đỏ. LV đồng và LV đỏ cộng số điện thoại. Chia sẻ livestream thì mới được chốt đơn. Nhắn tin vào Facebook Kho Túi Kiên Vinh. Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Bao nhiêu chiếc các chị nha. Chị nào em đọc tên này em chốt cho chị đấy. Còn một chiếc màu đồng và một chiếc màu đỏ. Chị nào lấy nhắn tin luôn ạ. Chuẩn bị xả ba lô đây ạ. Chị Diệp Trương một chiếc đỏ. Còn một chiếc đồng em đang cầm trên tay. Chị nào lấy lốt. Chia sẻ livestream mới được chốt đơn các chị nhá. Chia sẻ livestream mới được chốt đơn. Chỉ có 89.000 thôi. Giá trên thị trường 150. Mà em bán có 89.000 thôi là các chị biết là quá rẻ rồi nha. Cảm ơn chị Thanh Bùi nha. Nói chung là em bán hàng rất là thật. Em bán hàng rất là thật luôn. Khách nào đến với em thì cũng vậy thôi. Em không quan trọng là bán được cái túi đâu ạ. Em không quan trọng là bán được một cái túi. Quan trọng là khách nhận được cảm thấy hàng đẹp. Hàng đẹp và hàng chuẩn. Chốt đơn chị Tiên Lê LV đồng. Các loại ví này em có để riêng ra không? Em bốc lẫn lộn vào. Xong để riêng ra bốc lẫn lộn ra. Lúc đổ ra tìm cũng mà chết vỡ mồm. Nhưng mà hầu như là nó lẫn một ít thôi. Em hết LV đồng rồi nhá. Nào các chị thích xả ba lô đúng không? Xả ba lô nhá. Mang cho chị cái ba lô ấy ra đây. Ba lô đinh đinh vàng. Một cái thôi. Ừ. Mang lấy ra đây một cái thôi là được. 89.000 nhá các chị nhá. 89.000. Lấy một cái ba lô đinh đấy thôi. Ô, bỏ vào đây. Đang Thang bỏ vào. Cái gì? Thang trào về á. Ở đâu đấy? Bưu điện hay Viettel? Ba lô nhá. Lấy chắc là đổi đi xem nào. Đổi túi. Để gọi vào đi. Giải quyết xong. Cái này nhà mình không gì nó nữa. Vừa làm ba lô vừa đeo chéo. Chị là em mới nhắn số lượng các mẫu bên Zalo rồi hả chị? Có gì báo em sớm. Ok vốt ta Trần. Ok bạn ơi. Chia sẻ. Chị em nhắn tin vào Kho Túi Kiên Vinh. Rồi tí chị check inbox. Rồi ok ngày không lắng nhắn tin vào Facebook ạ. Đồng ví đựng tiền khóa trên đi chị. Ví đựng tiền nhá các chị nhá. Xả cho các chị mẫu ví đựng tiền nha.
Rồi ok, chờ em xả lốt cái mẫu ba lô này, em xả cho các chị mẫu ví đựng tiền. Nói chung là em sẽ bán cho các chị ạ, giá lẻ rẻ như giá buôn ạ. Giá lẻ rẻ như giá buôn, các chị đảm bảo bao rẻ toàn quốc luôn. Ba lô ạ, ba lô này thôi xả luôn cho các chị 89.000. 89.000, 89.000 các chị nha, 89.000. Chia sẻ livestream em mới chốt đơn các chị nhá, không chia sẻ livestream em không chốt đơn đâu ạ. Không chia sẻ livestream em sẽ không chốt đơn các chị nhá. Ba lô 89.000 ạ, ba lô 89.000. Ba lô 89.000. Ba lô 89.000 nhé các chế nhá. Chốt đơn này. Lâm Thanh Thủy ok này. Lâm Thanh Thủy ok rồi nha. Mai Chi một chiếc ba lô này. Chia sẻ livestream và nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn nhé các chị nha. Chia sẻ livestream và nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Trúc Thanh một chiếc ba lô em ok. Chị Thanh Bùi một chiếc em ok. Phạm Thị Quý ơi, địa chỉ nhà em ở làng nghề túi Phú Xuyên nhà em, chuyên bán xỉ số lượng lớn nhé các chế nha. Chuyên xỉ số lượng lớn bao giá toàn quốc. Chia sẻ livestream này để em chốt đơn nha. Chia sẻ livestream này để em chốt đơn. Chị nào không chia sẻ bên em sẽ không chốt đơn đâu ạ. Trần Kim Châu một chiếc ba lô em ok. Đỗ Thùy Linh một chiếc, Dương Minh Thư một chiếc em ok. Ngọc Thanh một chiếc ba lô em ok. Nguyễn Thị Thanh Tâm một chiếc em ok. Chị Gia Hân Trần một cái ba lô em ok. Đinh Thùy Trang một chiếc ba lô 89 em ok. Có thấy chị Hậu Lê 89.000. Chị Lưu một chiếc ba lô em ok. Cái này của em hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Chỉ có 89.000 thôi. Chị nào mà không chia sẻ thì sẽ không được chốt đơn đâu các chị nhá. Nhắn tin địa chỉ và tên hàng vào Facebook kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Em ra em check đơn luôn đi. Check đơn luôn ở trong cái máy kia kìa. Máy mỏng đấy. Vẫn mở để xem đấy á. Không check thì tắt bỏ đi, mở làm gì. Mở cái phần tin nhắn ra check đơn luôn cho khách. Chị Lưu một chiếc ba lô em ok. Văn Trần một chiếc ba lô em ok. Chia sẻ live stream cho em thì mới được chốt đơn các chị nhé. Bên đây không phải link kia. Chị vào link kia. Cái này là kho túi Kiên Vinh hay còn gì nữa à? Cái này là Nguyễn Trung Kiên mà. Nguyễn Trung Kiên á? Ừ, ở trong này chắc là cũng có nhiều tên, nhiều. Trong này chắc là cũng có nhiều đơn, bao nhiêu đơn này, chốt đi. Hỏi xem người ta lấy gì. Ừ, chốt luôn. Ừ. Hỏi xem người ta có hộp đơn không, chốt luôn cho người ta. Đưa cái máy Soli đi, Hường chốt đơn ở cái máy Soli này đi. Nhắn tin vào Facebook kho túi Kiên Vinh và Nguyễn Trung Kiên để chốt đơn nhá. Nhắn tin vào Facebook bên em để chốt đơn ạ. Các chị theo dõi và kết bạn shop nhé. Để lần sau em like các chị nhận được tin nhắn nha. Nhiều tin nhắn lắm, này ra chốt đi. Các chị nhắn tin vào Facebook bên em sẽ chốt đơn cho các chị ạ. Thông cảm Facebook chị toàn bán hàng, có vài người thôi nên không chia sẻ được. Ok chị ra Hân Trần. Rồi ok. Này em hỏi xem người ta có gộp đơn không và người ta phải báo là trả phí ship nhá. Dạ. Nào các chế ơi, 89k nhá các chế nhá, 89k. Dạ. Chị Quyên Thái một chiếc em ok. Chị Thiêm Nghi Doanh một chiếc em ok. Chị Văn Trần Văn một chiếc em ok. Chị Lưu một chiếc em ok rồi nhá. Còn chị nào lấy nữa không, 89k, còn chị nào lấy nữa không? Chị Hoàng Thị Phượng một chiếc em ok. Các chị gộp đơn chỉ tính ship một lần thôi ạ. Các chị gộp đơn chỉ tính ship một lần thôi các chị nhá. Chị mua 5 cái phí ship của các chị nó cũng rẻ thôi ạ. Mua 5 đến 10 chiếc phí ship, càng mua nhiều phí ship nó càng rẻ ạ. Bởi vì nó chỉ có mất một lần thu hộ thôi. Tính theo cước, họ tính theo cân các chị nhá. Các chị mua cứ càng nhiều thì lại càng tính cước rẻ. Chị quay túi da bò sọc size lớn. Cho em xem để em chốt đơn với cái XL màu ghi hôm bữa. Hậu Lê. Hậu đưa chị cái túi da bò kia ra đây. Chị Hậu Lê ơi, ưu tiên chị Hậu Lê nhá. Ưu tiên chị Hậu Lê nhá. Đây này, cái này là 350 nhá chị Hậu Lê nhá. Hàng này hàng đẹp cực kỳ luôn ạ, 380 em còn vài chiếc nữa thôi. Em sale lốt 350 cho chị Hậu Lê, còn một chiếc màu bò này thôi, đẹp tuyệt vời luôn, hàng cao cấp đẹp lắm. Hàng cao cấp sang mà đẹp, chị nhìn dáng em đeo này. 350 chị Hậu Lê nhá.
ngăn thì nó có nhiều ngăn đấy, da của nó mềm cực kỳ luôn, da của nó mềm lắm. Ở bên ngoài này các chị, bên ngoài có hai ngăn này, có ngăn khóa ở trên miệng này, bên trong túi này để đồ thoải mái luôn nhé. Một chiếc phí ship từ 27 đến 35 nghìn tùy lơi các chị nhé. Đây bên trong đây, đó bên trong đây nhé chị Hậu Lê nhá, 350 chị nhá. Này cất cho chị cái này đi, để chốt cho chị cái này, chị Hậu Lê cái này. Ừ, bởi vì là chị Hậu Lê chị lấy rồi để phần cho chị. Vừa nãy có khách đến cửa hàng lấy đòi lấy nhưng mà nhân viên nhà em lại để phần cho chị đấy ạ. Ba lô to hả? Ba lô to thì không có giá 89k đâu nhưng mà sẽ xả cho mọi người giá rẻ luôn nhé. Nào ba lô to nào. Còn chị nào lấy ba lô này nữa không? Ở đâu cũng vậy, các chị cứ mua càng nhiều thì ship càng rẻ, ship nó rẻ thôi các chị ạ. Mua nhiều thì mình lợi nhiều. Mua càng nhiều thì càng lợi chứ không phải là cứ mua một chiếc một thì là ship nó sẽ bị nhiều hơn. Cùng một lần mình mua vài sản phẩm thì nó sẽ lợi tiền ship các chị nhé. Rẻ lắm, không hết nhiều đâu ạ. Cực kỳ rẻ luôn. Các chị mua 10 chiếc chưa chắc, mua 10 chiếc phí ship của nó cũng chỉ tầm 6-70 nghìn thôi các chị ạ. Ừ, cộng ship vào đấy. Ghi là người nhận trả ship. Ghi cả người nhận trả ship vào chị. Các chị ba lô to xuống đây xem, ba lô bò kẻ đi. Ba lô bò kẻ vào. Không, ba lô dù lạnh ấy, ba lô dù lạnh đi. Ba lô Adidas, mang ba lô Adidas một cái thôi, mang mẫu thôi đấy. Cái 350 này có một chiếc thôi, em để chị Hậu Lê rồi chị Vân Thanh nhé, còn có một chiếc thôi. Chị các chị chờ em một tí, nhà em nhiều mẫu đẹp lắm. Đây này. Đây ạ, rất là nhiều mẫu đẹp các chị, nhà em là bán sỉ cái gì nhà em cũng có. Em cung cấp hàng cho thị trường nên là các chị yên tâm, giá em bao rẻ toàn quốc luôn. Chị ship chung với cái ISL màu ghi. Chị Hậu Lê nhắn tin đi. Em bởi vì em bận lắm, em không thể nào mà chốt được hết đơn ở trên điện thoại. Nhà em một ngày nó quá nhiều đơn mà lại rất là nhiều đơn sỉ, nên là không thể nào mà chốt được đơn ở trên điện thoại. Nên là các chị nhắn tin cho bên em nhé. Lấy gì các chị nhắn tin cho bên em, bên em sẽ không chốt qua điện thoại nữa. Lưu ý giúp em ạ. Ví cầm tay đính đá em hết. Ví cầm tay đính đá rồi chị Bùi Tuyết Hạnh ạ. Một ngày nhà em đi mấy nghìn sản phẩm, bán sỉ mấy nghìn sản phẩm, nên là sản phẩm nó hết hàng rất là nhanh. Lúc nào cũng về rất là nhiều, hết rất là nhanh luôn. Có thấy chị Nguyễn Thị Tuyền à, chị Nguyễn chị có hàng giúp về chưa? Chưa có. Ba lô 89 nhá, còn chị nào lấy ba lô 89 thì comment luôn và chia sẻ like cho em đi. Comment luôn và chia sẻ like đi. Em lấy ba lô Adidas to em xả cho mọi người nhá. Em lấy ba lô Adidas ra em bán cho mọi người, giá lẻ bằng giá bán buôn luôn ạ. Lẻ rẻ như mua luôn, bỏ đây. Ba lô to nhé các chị nhá. Ba lô này là ba lô to hàng Quảng Châu, rất là đẹp luôn. Túi hến trắng 4 màu. Túi hến đấy là 320 nhé chị Hồng Nga Nguyễn nhé. Miễn ship, 320 miễn ship. Đây ba lô đây ạ, ba lô to đây ạ. Ba lô to Adidas các chị nhá. Cái này là hàng công ty cực kỳ đẹp luôn. À không, ba lô này thì không phải là 89 được. Ba lô này sẽ xả rẻ cho các chị nhá. Ba lô này em xả rẻ cho các chị luôn, không có phí ship các chị nhá. 140.000 ạ. Ba lô to đùng này đi học thoải mái luôn. Xả cho các chị 140.000 một chiếc. Cái gì đấy? Ba lô Adidas hàng công ty cực kỳ đẹp luôn nhá. Ba lô đát ạ. À, ba lô Adidas 140.000. Cái này hàng to đi học được các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng công ty form dáng rất là đẹp, rất là vuông. Bên trong này em có để gì đâu các chị. Ba lô mà không để gì thì bao giờ form của nó cũng sẽ phải nhăn nheo các chị nhá. Nhưng mà ba lô này hàng đựng được sách vở nhá. Ba lô này của em hàng công ty, hàng chuẩn xuất khẩu ạ. Hàng xuất khẩu sang các nước lên là rất là đẹp. Có ba lô to hơn để du lịch em có nhiều lắm chị Liên Bách ạ. Một đứa lấy cho chị cái ba lô to đi du lịch đi. Đấy hậu lấy cái ba lô to ở trên này. Đấy đúng rồi. Ba lô Adidas này 140.000. Em bán lẻ cho các chị bằng giá bán sỉ luôn. Tri ân cho các chị luôn. Nên bắt buộc chị nào mua sản phẩm bên em là phải chia sẻ live stream và nhắn tin vào. Chuẩn bị em sale cho các chị ba lô to đi du lịch chờ em một tí. Chuẩn bị em sale cho các chị ba lô to để đi du lịch nhá. Chờ em một lát nhá. 140.000 các chị nhá. Chị ơi lấy hến trắng 4 màu em coi.
Chị Hồng Nga Nguyễn ơi, chờ em một tí. Túi gì ạ? 140.000 các chị nhá. Dạ, vâng, em ở làng nghề Tú Phú Xuyên thì em chuyên bán xỉ số lượng lớn các chị nhá. Có một màu đen này thôi, cái này là chất dù lạnh các chị nhá. Chất dù lạnh ạ. Chất dù lạnh rất là đẹp, các chị nhìn này, bên trong thì chẳng có cái gì cả. Bên trong này ba lô này chẳng có cái gì cả. Mà form của nó rất là đẹp luôn. Có line hoặc là gì không? Có chữ khác không? Có lại to hơn thì có chữ khác nữa. Kila đấy. Bên Viettel nó cái này là chị ạ, 1 2 hôm nữa là ba lô Adidas 140.000, còn chị nào lấy nữa không? Comment luôn. Ba lô Adidas cộng số điện thoại kèm theo chia sẻ livestream. Linh ơi, điện thoại con bỏ đây chị xem ai gọi. Ôi chết rồi. Gửi hàng cho nó rồi mà. Dạ vâng. Cái bao hàng của Hương ơi, đưa chị mượn cái máy kia xem khách chuyển tiền chưa để đóng hàng cho nhà này cái. Quên bố nó mất. Gửi đi Sài Gòn. Ba lô Adidas 140.000 nhá. Xe chở hàng đi từ trưa rồi đấy mà. Ừ. Chị không biết được có gửi được hay không, nhưng mà chị lúc chị đi vắng đấy là gọi xe ra chở luôn đi rồi nhé. Ừ ừ. Có bự hơn chờ em một tí, em đang lấy bự hơn. Hến chờ em một tí, chờ em một tí đã các chị nhé, để em giải quyết cái này một tí. Chờ em lửa phút. Ba lô Adidas này 140.000 nhá. Hàng đẹp luôn để vừa sách vở nhá. Hàng công ty đẹp luôn để vừa sách vở đấy, rất là xinh. Đựng vở được nhé chị Trần Thị Kim Thoa nhá. Đây đeo lên cho các chị xem này, đẹp tuyệt vời luôn. Đây. Đẹp tuyệt vời luôn nhá, rất là xinh luôn ạ. 140.000 nhá. 140.000 thôi ạ. Chưa có phí ship nhá các chế nhá. Cái này là hàng chất dù lạnh nhá. Ba lô Adidas 140.000 chất dù lạnh. Alo, bỏ cái điện thoại iPhone ra đây. Alo. Chị. Em đang like lên này, em không đọc tin nhắn đâu, em cũng không để ý nên tí nữa em sẽ kiểm tra. Hôm nay vừa có ba thấy ba cái đơn gửi về đây, không biết là có đơn của chị không, tí nữa em check nhé, đang like mà. Vâng. Ba lô Adidas 140.000 nhá. Có của Lam không? Có của Lam này, máy này Hương này. Túi xinh đồ. Bao nhiêu tin nhắn khách sỉ đây mà không đứa nào chốt đơn à? Còn chị nào lấy ba lô Adidas không? Chốt cho chị Tình Nguyễn một chiếc này. Chị Phan Phượng một chiếc ba lô Adidas này. Chị Trang Khang một chiếc này. 140.000 nha các chị nha. 140.000 cái này hàng đẹp các chị nha, yên tâm. Chờ em một tí Hến, chờ em một tí em lấy ra cho. Ba lô Adidas 140.000 cộng số điện thoại. Chị Bảo Gia Nguyễn một chiếc này. À lấy cho chị một cái ví đựng tiền đi. Ví đựng tiền hàng mới về ấy. Ví Prada ấy. Chị Phương Loan Phạm ba lô đinh đen rồi, ok em. Cái này hàng đẹp cực kỳ luôn này, các chị cứ nhìn cái form là biết chả để cái gì ở trong này cả. Chả phải nhồi cái gì cả mà nó rất là đẹp luôn. Bên ngoài có một ngăn, bên trong có một ngăn. Khóa đồng cực kỳ xịn luôn nhá. Chia sẻ livestream để được đặt hàng bên em nhá. Chia sẻ livestream để đủ điều kiện đặt hàng bên em các chị nhá. Bên trong đây ạ, quá đẹp luôn, các chị nhìn thấy không nào? Bên trong này. Quá đẹp luôn, có cả một ngăn để iPad bên này. Có cả một ngăn để iPad này. Có 140.000 thôi các chị nhá. Bao rẻ toàn quốc, chả có ai bán cái ba lô Adidas hàng công ty xuất khẩu giá 140.000 đâu. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Form dáng rất là đẹp, chỉ có 140.000 thôi. Loại to hơn thế này một ít nữa. Có, lấy đây chị. Có đấy. Có một loại to hơn, cái này loại nhỏ. Lấy loại to hơn ra đây. Lấy cái hình đẹp đẹp ra đây. Ba lô đi du lịch nhá các chị nhá. Ba lô đi du lịch, cái này cũng là hàng băng thu không vào được. Các chị nhắn tin, nhắn tin cho bên em mới chốt được đơn nhá. Đây. Ba lô này là ba lô to đùng này. Cái gì? Em với chị ấy cùng một
hai Facebook khác nhau mà đọc tên lên cùng một lít mà. Thế ta, ta bảo mày là cái này là gói xong mày không bảo là không phải kho túi Kiên Vinh, cái kia là của gì? Thế là chị trả của nó là kho túi Kiên Vinh. Thôi như thế khó chị lắm, mỗi người một nick cho nó dễ. Nick này là nick Nguyễn Trung Kiên còn gì? Đúng không? Kho túi Kiên Vinh thì sao? Em nhìn vào luôn. Đúng rồi. Cái này là của kho túi Kiên Vinh rồi. Em chốt hai đơn rồi đấy. Đọc tên lên xem có bị trùng không? Ngoài Trần mới à? Cái này là của Nguyễn Trung Kiên. Bảo Long Đào. Nguyễn Trung Kiên. Ừ. Nhưng mà em thấy chị bé trả lời mà. Thế á? Thế thì lấy máy khác đi. Bảo Long Đào. Có mỗi cái máy ốc thì cái lao người ta trả lời thì người ta đang chốt. Cái lao người ta không khó lắm. Im nào trật tự này. Đây nhá. Ừ đúng rồi, cái này cũng là của kho túi Kiên Vinh. Để thoát ra đăng nhập vào cái kia. Thằng rác chị. À đây 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 đây. Này cái máy iPhone này chốt. Ba lô du lịch nha các chị nhá, ba lô du lịch, ba lô này to quá hả? Ba lô to đùng này là hàng 250 các chị nhá. Ba lô to đùng này là hàng 250. Chị nào lấy ba lô to đùng này thì comment cho em ba lô to đùng cộng số điện thoại. Ba lô to đùng cộng số điện thoại. Có ba lô đi học. Chị Tuyết Dũng hỏng mất cái dây xích. Chị Tuyết Dũng ơi gửi lại đi em đổi cho. Sao lại ấy hàng đi không kiểm hàng cho khách à? Lấy cái ba lô vừa vừa ra đây đi. Em lấy mỗi mẫu 20 cái gì. Ừ để chị bảo nhân viên nó chốt nó gửi hóa đơn cho nhé. Ừ rồi ok. Linh chốt cho mẹ mỗi mẫu này 20 cái. À mà thôi bây giờ. Đây. Lấy cái ba lô xay to hơn cái Adidas ra đây đi. Ở trong phòng ấy bao nhiêu đấy? Chị cài không mật khẩu đi đã, lát nữa cài mật khẩu. Không, mày phải động vào đấy. Ok, túi hến nhá. Túi hến này. Túi hến 290.000 các chị nhá. Túi hến này 290.000. Túi hến 290.000 à? Chị Tuyết Dũng ơi gửi. À chị cái dây nó bị hỏng mất, cái dây ở chỗ nào để em gửi cho chị một cái dây. Em gửi cho chị một cái quay nhá. Em gửi cho chị Tuyết Dũng một cái quay nhá. Túi hến các chị nhá. Túi hến ạ, chia sẻ live stream ạ. Chia sẻ live stream thì mới đặt hàng được ở bên em, không chia sẻ là không được đặt hàng bên em đâu ạ. Nhân viên bên em nó check luôn, chị nào không chia sẻ bên em nhường đơn cho chị khác. Bởi vì là ở bên trên kia mấy trăm đơn, chị nào không lấy em sẽ chuyển luôn sang cho chị khác nhá. Đây ạ, túi hến này 290.000. Túi hến 290.000 các chị nhá. 290.000 ạ, túi hến. Chị nào lấy túi hến thì làm comment túi hến cộng số điện thoại nhá. Túi đựng. Rồi em đang lấy nhá, em đang lấy. Hậu lên lấy cái ví Prada ra đây. Túi hến này. Túi hến, à cái đấy là hến quát chị ơi, cái đấy là hến quát. Đây là hến kẻ các chị nhá. Hến quát, đây là hến kẻ các chị, em nhiều loại hến lắm. Cái dòng này là dòng cao cấp các chị nhá. Nó bị hỏng một bên móc túi. Để em gửi cho chị một cái quay nhá chị Tuyết Dũng nhá. Nga thì ghi cho chị vào một cái đơn của tên là chị Tuyết Dũng ở Yên Nghĩa Hà Đông. Gửi một cái dây quay túi LV. Chị Tuyết Dũng ở Hà Đông, Yên Nghĩa Hà Đông ghi vào đơn đấy. Tí nữa tra số điện thoại gửi cho chị một cái dây quay túi LV vào đấy. Tuyết Dũng. Tuyết Dũng. Kì đấy tên là gì? Dây túi LV. Chị Vinh cái dần lên hến. Thôi à, để em gửi cho chị một cái dây đi ạ. Không biết đơn trước chị lấy cái gì, em nhớ không nhầm là cái túi LV. Nếu mà không phải thì tí nữa em xem chị lấy cái gì, em tra lại đơn em gửi cái quay cho chị. Hến này các chị nhá, hến hến ạ. Hến cô ếch, chị mới xài Facebook không có bạn bè, toàn người bán hàng nên không thể chia sẻ được. Bé đẹp ơi. Rồi ok, chị ra Hân Trần. Nào, hến này là hến size 30 nhá. Hến này là hến size 30 các chị. Mà nhỏ quá là không dùng được đâu các chị nhá. Hến của em size 30 đấy ạ. Hến của em size 30. Chị lấy cái gì để tí nữa em tra lại đơn xem chị lấy cái gì, xem em gửi dây cho. Nhà em dây nhà em gọi được ở bên Trung Quốc sang, họ gửi sang cho em cũng có mà. Đây ạ. Size 30 cm. Cái này là hến coax các chị nhá, hến quát nhá.
Hến quát ạ. Cái này là dòng cao cấp, da sần mềm nhá. Cái này da của nó mềm lắm các chị nhìn này. Da rất là mềm luôn, hàng cao cấp. Dáng thì đẹp mà da thì mềm, bẻ thoải mái luôn, nó chẳng móc form. Cái này em về số lượng không được nhiều đâu, nên là chị nào lấy thì lấy nhanh, bởi vì là khách sỉ của em lấy rất là nhiều. Bên trong túi đây ạ. Bên trong túi đây các chị nhá. Bên trong túi đây. Các chị có thể nhìn thấy bên trong túi này. Đó. Cái này là hến quát nhá, giá sale. Thôi bán giá sỉ cho các chị nhá. Sale cho các chị lẻ là giá lẻ bằng giá sỉ. 350.000 ạ. 350.000 một chiếc hến này. Chị nào lấy comment cho em hến quát cộng màu cộng số điện thoại. Cái này là da gạo nhá chị Mỹ Cát Tường nhá. Cái này là da gạo. Hàng vừa mới về thôi. Cái này giá trên thị trường nó tầm khoảng 750 đến 800.000. Bán cho các chị 350 một chiếc các chị nhá. Bán cho các chị 350 một chiếc. Lấy hến sọc hồng ở dưới em coi. 350.000 một chiếc hến quát sao 30. Chị nào lấy comment cho em này. Hến đen, hến trắng, hến xanh và hến bò. Hến đen, hến trắng, hến xanh và hến bò. Hến đen, hến trắng, hến xanh và hến bò nhá. 350.000 miễn phí ship. Cái hến hồng này là 290 chị nhá. Chờ em một lát em lấy ví sale cho các chị nhá. Sale ví tiền cho các chị. Chị nào lấy cái ví quá. Lấy mỗi cái một màu thôi. Hai thằng lên làm gì. Lấy cái ví Prada ấy. Hay là ví Gucci ấy. Lấy hai màu đây. Gucci với cả Prada xuống đây. Mỗi màu một cái. Không có hộp chị Lê Mai nhá. Ok chị Trần Kim Châu hến sọc hồng 290 nhá các chị nhá. 290.000 ạ, à, hến sọc hồng. Cái hàng của nhà em hàng cao cấp, các chị yên tâm đi, em bán giá là quá rẻ rồi. Lên là không phải lo về giá đâu ạ. Cái này màu bò cũng rất là đẹp luôn nhá. Có bộ túi ví không? Có bộ túi ví. Có bộ túi ví chị nhá. Các chị ở trên vừa rồi các chị đặt đơn thì túi lên bao nhiêu đây? Túi nào? Túi hàng Việt đấy á. Bảo người ta nó không bán lẻ hàng đấy. Cái đấy nó không đẹp. Cái ba lô này to hơn cái ba lô Adidas này một. Cái ba lô này to hơn ba lô Adidas vừa rồi nhá. Hến đen là 350 nhá chị Nguyễn Thắm nhá. Hến đen là 350.000. Bỏ vừa A4 nhá chị Luyến Trần nhá. Bỏ vừa A4. Ba lô to nhá các chị nhá. Ba lô này là ba lô to vừa vừa. Kim Tê Hy gửi địa chỉ cho bên em rồi là. Hến đấy nó có 6 ngăn nhá chị Hồng Nga Nguyễn nhá. Hến đấy cả trong cả ngoài có 6 ngăn. Ba lô này các chị này. Có HM. Hến đen ok chị Thanh Bùi hến đen. Nhắn tin vào Facebook bên em để chốt đơn nha. Các chị nhắn tin vào Facebook ở bên em. Một màu em hết rồi ạ. Có 6 ngăn nhé chị Hồng Nga Nguyễn nhé. Cả trong cả ngoài có 6 ngăn. Ba lô em đang đeo này. Ba lô em đang đeo 150.000 ạ. Ba lô này em đang đeo 150.000. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Túi đựng quần áo đi du lịch đi chị. Cái này cái ba lô này em. À túi trống Hảo Huỳnh Giang ok chờ một tí. Túi trống chờ mình một tí nhá. Linh vào mang cho mẹ cái túi trống ở trong phòng ra đây nhồi cho chị, nhồi cho mẹ cái. Xem ở ngoài này có rồi thì thôi, một cái kẻ với cả một cái hoa nhá. Một kẻ ô, một cái hoa. Ba lô ạ, ba lô family này, ba lô lớp. Ba lô lớp các chị nhá, ba lô lớp ạ, 150.000 ạ. Ba lô lớp này 150.000, cái này để vừa thoải mái vài bộ quần áo luôn nhá. Ok chị Thanh Bùi hến đen 350. Em ship code toàn quốc chị Quyên Thái nhá. Chị Lê Thái Vi ơi, túi đằng màu xanh sau lưng em là túi gì ạ? Rất là nhiều túi màu xanh. Túi màu xanh sau lưng em là cái này. À, không có màu khác đâu ạ. Cái này là chất dù lạnh các chị nhá. Cái này là chất dù lạnh, nó chỉ có duy nhất một màu đen thôi các chị nhá. Chỉ có duy nhất một màu đen thôi. 150.000 cái này hàng của em hàng công ty chất đẹp lắm, nó mát ạ. Chất dù lạnh có nghĩa là mình đeo lên người nó mát các chị nhá. Đeo lên nó thích cực kỳ luôn, mịn lắm. Chất mịn và đẹp. Các shop khác em nói thật với các chị bán 150.000 nhìn cái ba lô nó chẳng ra cái gì luôn. Mà đây cái ba lô của nhà em nhìn nó đẹp như thế này luôn ạ. Cái ba lô này của nhà em nó đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy nhắn tin cho bên em nhá. Em không nhận đơn ở ấy đâu. Em bên em không chốt đơn ở trên điện thoại nữa mà các chị nhắn tin cho bên em. Nhắn tin vào Facebook của bên em. 150.000 các chị nhá. Cái này là size to, cái 140 là size nhỏ và cái này là size to 150 các chị nhá.
Cái này cả nam cả nữ đều dùng được nhá. Cả nam cả nữ đều dùng được. Nam thì lấy cái I3 này ạ. Đây ạ. Nữ thì lấy cái hình mặt cười này. Chị nào lấy nhắn tin vào Facebook cho bên em. Ok, chị Trần Kim Thoa, chị Thảo. Ok các chị ơi, 150.000 nhá. To đây các chị này, to cực kỳ luôn mà đẹp lắm ạ. Đây ạ, lam đây, cả lam cả nữ. Chị nào mà lấy lam đeo thì ghi cho em là lam đeo. Chị nào mà lấy nữ đeo thì ghi cho em là nữ đeo. Em sẽ cho các chị, em sẽ lấy hình lam hình nữ cho các chị. Ba lô này em chả có nhồi cái gì ở bên trong cả thường á. Thường thì là ba lô là người ta phải nhồi ạ. Chị Loan Đặng ơi, nhắn tin, để lại số điện thoại và nhắn tin vào vào Facebook cho bên em nhá. Nhắn tin cho bên em để chốt đơn nhá. Đây ạ, ba lô này các chị này. Em chẳng phải nhồi cái gì cả. Đây, chất liệu này, mềm cực kỳ luôn. Chất này đeo lên rất là mát và rất là mịn, đẹp cực kỳ luôn. Giá của nó trên thị trường phải tầm 280, 250 đến 280. Em bán cho các chị có 150.000 thôi các chị nhá, bao giá toàn quốc luôn. Bán lẻ rẻ như bán buôn các chị nhá. Mấy giờ rồi con? Đi đón em. Bố mày không biết bố mày đâu. Phi xe vào nhà trong xem bố mày có ở nhà trong không, có thì đi đón em đi. 150.000 các chị nhá. Bao rẻ toàn quốc luôn, bao rẻ toàn vịnh Bắc Bộ. Bao rẻ toàn thế giới luôn ạ. Chỉ có 150.000 thôi, các chị nhắn tin vào đi ạ. Nhắn tin vào Facebook bên em nhá. 150.000 các chị nhá. Lam đeo và nữ đeo, đẹp cực kỳ luôn ạ. Chỉ có 150.000 thôi, các chị chốt thoải mái luôn. Số lượng này của bên em ạ, số lượng hàng này của bên em cực kỳ khủng luôn, các chị chốt thoải mái. Chốt tất cả cho các chị luôn. Các chị nhá, chia sẻ livestream để được chốt đơn ạ. Chia sẻ livestream để được chốt đơn, chỉ có 150.000 thôi, quá là rẻ luôn ạ. Bán lẻ mà rẻ như bán buôn như thế này mà các chị không chia sẻ, không đặt được hàng bên em đâu ạ. Nhà em trách nha, mấy người ở ban đầu, mấy người ở trên đầu live không chia sẻ là bên em cũng sẽ nhường đơn cho các chị khác. Bởi vì hàng em bán nó quá rẻ và quá đẹp luôn ạ. Ba lô cho học lớp 6, chị My Dương ơi, ba lô cho học lớp 6 chị. Chờ khoảng tầm một tuần nữa, cái hàng đấy nó mới có các mẫu mã đẹp. Cái học lớp 6 ấy ạ. Lớp 6 đeo cái này cũng rất là đẹp luôn này. Lớp 6 thì nó phải đeo các cái loại này rồi. Còn mà cấp 1 thì là chờ một tuần nữa các chị nhá. Nếu mà học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 ấy, thì chờ một tuần nữa. Còn mà từ lớp 6 trở lên là dùng các cái ba lô như em đang dùng đây này. Nó đẹp mà nó mát ạ. Đeo cái này nó cực kỳ mát mà chất nó mịn, chỉ có 150 thôi. Bao rẻ các chị cứ đi tham khảo tất cả các shop ạ. Các chị cứ đi tham khảo tất cả các shop đi, không ai bán cái hàng ba lô đẹp như của em như thế này. Chất mịn mát như của em như này mà chỉ có 150.000 thôi. 150.000 thôi các chị nhá, quá là đẹp luôn. Quá rẻ luôn. Các chị nhắn tin cho bên em nhá. Cách thức đặt hàng này các chị này. Cách thức đặt hàng là chia sẻ livestream của bên em ở chế độ công khai, sau đó là nhắn tin vào Facebook Nguyễn Trung Kiên hoặc là kho túi Kiên Vinh để chốt đơn. Mình mua hàng bên chị này rồi, chất da cực kỳ đẹp luôn nên mọi người yên tâm mà mua. Cảm ơn chị Nguyễn Hải Yến nha em. Thật sự là chị chắc là chỉ mới mua của bên em một lần thôi nên là em không nhớ. Bình thường các cái... à, đúng rồi, Nguyễn Hải Yến này có mua một lần trước Tết. Nhưng thường thì khách của nhà em là toàn khách mua rất là nhiều lần. Khách mua rất là nhiều lần bởi vì là hàng chất lượng nó ok mà giá thành của nó rất là phải chăng. Nên là mọi người yên tâm, cứ nhận thử hàng của nhà em một lần sẽ biết ngay. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Nhớ là chia sẻ livestream để được chốt đơn nhá. Còn chị nào lấy ba lô 150 nữa không? Chị Vinh ơi, ba lô 89.000 là ba lô đinh này ạ. Ừ, ba lô đinh vàng. Còn chị nào lấy ba lô 150 nữa không nhỉ? Còn chị nào lấy ba lô 150 nữa không? Ba lô 150 em có cả màu vàng này. Ba lô 150 em có cả hình con mắt này. Chị ơi, mở túi sọc hồng em coi. Chị Hồng Nga Nguyễn ở trong nó có nhiều ngăn thôi, chả có cái gì đâu. Vì trứng xanh túi của nhóc còi. Túi của nhóc còi gửi rồi nhá. Túi của nhóc còi gửi rồi. Đây ạ. Trần Hải Yến chắc là mua một lần đợt cuối năm. Chị mới vô Facebook em mà lần nào cũng xem. Chị ra hơn Trần. Mọi người chia sẻ like đi nhá. Mọi người chia sẻ like cho em đi. Ủng hộ shop và em sẽ lấy động lực em bán rẻ cho mọi người luôn. Chia sẻ like ạ. Em sẽ bán rẻ cho mọi người luôn mọi người nhá. Để cảm ơn cái sự nhiệt tình của mọi người. Các chị chia sẻ like nhiệt tình vào thứ của em. Các bạn mà mọi người mà cứ gửi cho bên em địa chỉ ạ, là bên em chốt đơn gửi hàng đi hết các chị nhá. Cứ gửi cho bên em địa chỉ là bên em gửi hàng hết đi rồi. Còn chị nào mà không gửi địa chỉ cho bên em thì hàng không được đi các chị nhá. Chị nào mà chưa gửi cho bên em địa chỉ là không được đi. Lần nào đặt hàng cũng phải gửi địa chỉ các chị nhá. Lần nào đặt hàng cũng phải gửi địa chỉ để xác nhận là có phải là các chị mua hay không ạ. Còn chị nào lấy ba lô 150 nữa không em qua nhá. Mua giết mà tôi nghèo luôn. Chị Trang Thư vì 89k Trần Kim Thoa. Ôi em xảm
Đầu lai em xả 500 vì 89k. Chị Trần Kim Thoa mua được chiếc nào chưa? Chị Trần Kim Thoa mua được chiếc nào chưa? Chờ em quay lốt một cái mẫu túi trống này nhá. Quay lốt một cái mẫu túi trống này rồi em sẽ bán ví đựng tiền cho các chị nhá. Ví này các chị này, ví này. Đó. Ví này tí nữa em bán kỷ niệm cho tất cả các chị với giá 69k nhá. Chia sẻ lên 200 view ạ. Chia sẻ lên 200 view em sẽ bán cho mọi người ví Chanel và ví Prada giá 69k. Nếu như lên 200 view ạ, cuối like ạ. Cuối like rồi, nếu như mọi người kéo view được lên 200 view, kéo lên lại 200 view, 200 người xem thì em sẽ bán ví đựng tiền cho mọi người giá 69k. Giá 69k các chị nhá. Giá 69k. Mọi người chia sẻ kéo lên 200 view đấy ạ. Lúc đầu thì 5-600 view được, nhưng mà về cuối like này là mọi người sẽ thoát ra. Nên là mọi người chỉ cần kéo lại 200 view thôi. Em sẽ bán ví đựng tiền hàng cao cấp cho các chị. Ơ, sao không lấy giấy, sao không lấy hộp? Hả? Sao không lấy hộp? Giấy ấy. Có một tí nữa thôi à? Bảo trở cho 1.000 hộp mà. Chào chị Hoa Hải Đường. Nào mọi người chia sẻ đi ạ. Lên được 200 view em sẽ bán ví 69k cho mọi người. Ví đẹp cực kỳ luôn, hàng cao cấp nhá. Ship Cần Thơ. Có ship Cần Thơ nhá chị Phụng Thị Nguyễn. Nhà em ship cốt toàn quốc luôn các chị nhá. Nhà em ship cốt toàn quốc luôn. Các chị cứ tính chi phí ship thoải mái. Bên em nó cũng rẻ hơn vài chục nghìn rồi. Các chị tính ship thoải mái đi, mua của bên em nó cũng rẻ hơn được mấy chục nghìn một sản phẩm. Tính ship thoải mái luôn các chị nhá. Các chị nhìn cái trống nhà em này. Các chị nhìn cái túi trống nhà em nó đẹp như thế này cơ mà. Các chị nhìn cái túi trống của nhà em nó tròn, nó đẹp, nó vuông vắn như thế này nhá. Trống này của em là trống hàng công ty nhá. Chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ thêm thì em mới bán. Mọi người không chia sẻ thêm em không bán đâu. Mấy trăm tin. Nếu mà không chia sẻ là em không bán 69 đâu nhá. Ví đấy đẹp lắm ạ, ví đựng tiền đẹp lắm. Ship có ship Bình Định nhá chị Út Nguyễn nhá. Ship toàn quốc luôn. Trống này, trống của nhà em là có hai khóa kéo luôn nhá. Ship toàn quốc luôn, chưa mua được có ví, có dây đeo, có dây đeo. Ôi chị Trần Kim Thoa, ví em xả mấy trăm ví luôn. Bây giờ không còn nữa. Like sau, đợi like sau chị nhá. Đợi like sau em xả. Cái túi này là của cái túi da bò kia, bỏ nó vào trong không lại không có túi để vào. Của cái túi da bò kia. Nhà em ở làng nghề túi Phú Xuyên và nhà em chuyên bán xỉ số lượng lớn các chị nhá. Chuyên bán xỉ số lượng lớn á. Làng nghề túi Phú Xuyên và chuyên bán xỉ số lượng lớn các chị nhá. Bao giá toàn quốc luôn. Các cái túi của ví này bọn này không để gọn vào xong lại đâu ra mà lồng. Túi trống này sale cho các chị 120.000 ạ. Túi trống này sale cho các chị 120.000. Túi trống hàng xuất khẩu các chị nhá, hàng công ty xuất khẩu ạ. Sale cho các chị 120.000. 120.000 các chị nhá. Nhà em sẽ bán bằng giá bán sỉ cho mọi người luôn. Giá của mọi khi bán là 160.000, hôm nay sale còn 120.000 túi trống các chị nhá. Túi trống kẻ và túi trống hoa. Hàng công ty có tán đinh ở bên dưới. Có tán đinh ở bên dưới các chị nhá. Đây là form này. Đó. Form các chị nhá. Form rất là đẹp luôn, rất là vuông vắn và đẹp. Quai của nó là quai dù cực kỳ chắc chắn. Các chị đặt hàng thì để lại cú pháp túi chống kẻ hoặc túi chống hoa cộng số điện thoại và sau đó là nhắn tin vào Facebook ạ. Nhắn tin vào Facebook cho bên em nhá. Nhắn tin vào Facebook cho bên em ạ. 120.000 nha các chị nhá. Chống 120.000 ạ. Túi chống chỉ có 120.000 thôi, chẳng chắc trên cam đoan mọi người là 100% trên thị trường không ai bán cái túi chống này giá 120.000. Chống size 45cm các chị nhá. Dùng cho 1 đến 2 người ạ. Dùng cho 1 đến 2 người. Ô sao nó lại bị thoát mất cái phần ấy chờ rồi. Hết rồi chị. Ừ? Em check hết ở trong đấy thôi. Các chị nhắn tin vào Facebook bên em để chốt đơn nhá. Các chị nhắn tin vào Facebook ở bên em để chốt đơn. Em không nhận đơn ở trên này. Em không chốt qua điện thoại đâu ạ. Các chị nào lấy hàng thì nhắn tin vào Facebook cho bên em các chị nhá. Chị nào không nhắn tin thì bên em sẽ không chốt ạ. Chừng nào chị mua đang chốt đơn luôn. Các chị chốt hết.
hết xong hết sản phẩm các chị nhắn tin cho bên em. Chốt sản phẩm gì các chị nhắn tin luôn bên cho bên em, chốt sản phẩm đấy. Chống kẻ và chống hoa nhé, 120.000. Chống kẻ và chống hoa 120.000. Đẹp cực kỳ luôn, hàng công ty rất là đẹp. Có to hơn nhé chị Mi Dương nhé, có to hơn. To hơn em có hàng đẹp hơn thôi. Hàng đẹp lắm, hàng đấy là loại to đùng dành cho cả gia đình cơ. Mọi người có mua cái loại dành cho cả gia đình không ạ? Cái này của em là dành cho 1 đến 2 người. Còn cái loại to đùng là dành cho cả gia đình các chị nhá. To đùng là dành cho cả gia đình. Chị nào lấy thì nhớ là nhắn tin vào Facebook của bên em ạ. Nhắn tin vào Facebook của bên em. Cái các hộp to đùng đấy thì gói như nào được hàng nhỉ? Hả? Bó tay đó. Tưởng anh Kiên đặt. Hộp to đùng như thế thì làm sao mà gói được hàng? Gói thì gói được nhưng mà cái người ta lấy mấy cái thì gói được, nhưng mà gói những cái kia thì phí hộp thì cảm ơn. Không có, chị mua 1.000 cái hộp hộp ấy rồi mà. Các cái này mất nhiều tiền cước á. Thấy tuần là 69 với 79 80.000 tiền cước. Hộp to quá. Sao ở bên bưu điện nó cũng có ở Viettel có bán hộp mà. Đấy, lấy các bạn nhỏ nhỏ đấy thôi. Các phụ tụ tập lại chơi. Người to mang ra trái. Các phụ tụ tập lại chơi rồi. Đâu sư phụ hả? À, lúc đây. Cái này còn hàng không hả ơi? Đã. Cái này này hát, hát gì đó. Cái chỗ này này. Đây này, nhìn này. Cái to như là hết rồi sao? Đây, đây, nhìn này. Đây. To. Bẻ. Ừ. Có chỉ cái đỏ thôi. Đâu cái tải, tải giấy ở trong túi lúc nãy đâu nhỉ? Lúc nãy cất để đâu? Nhá, cầm đây chị. Cái gì hả chị? Cái tải giấy lúc nãy để ở đây xong mình đặt gọn để vào đâu đấy? Tải giấy đâu? Cái đấy là ví mà chị. Cái giấy ý. Cái giấy bên trưa ở chỗ này này, xong chị bảo là để gọn vào để gói hàng ý. Cái này to đùng luôn nhá. Sale cho tất cả các chị. Chúng ta lấy 5 cái con... Lấy 50 cái cũng không miễn ship. Không ạ. Cộng ship, người ta hết phí, bao nhiêu phí ship thì người ta trả. Bỏ cái tải giấy nhồi đây chị. To đùng đây nha các chị nha. To đùng dành cho cả gia đình đây. Dáng đẹp, tiện lợi nha. Lấy tạm giấy trắng đâu không chị? Giấy trắng nào? Giấy để nhồi vào đây mà. Giấy trắng nhồi vào đấy. Ở dưới đấy được không chị ơi? Được, bỏ vào đây. Cẩn thận, ở bên dưới là bị nước bẩn ướt đây. Cái to này xả cho các chị 180.000 ạ. À. Bán cho các chị 180.000. Có đỏ và đen các chị nhá. Có đỏ và đen 180.000. Chống này là chống cho cả gia đình nhá. Thì tải đồ giấy bên chưa để đâu? Đó. Tải đồ giấy bên chưa để đâu? Dùng cho cả gia đình nhá các chị nhá. Dùng cho cả gia đình 180.000. Có màu đen, màu đỏ. Có xanh không? Có xanh không? Mà hết rồi, còn giấy ướt. Mang ở trong phòng đi. Dành cho cả gia đình ạ. 180.000 nhá các chị nhá. 180.000. Cho cả gia đình luôn. Cho xem cả ba lô. Cái gì nhỉ? Sữa đi cơ. Không, chị Quyên Triệu ơi. Cái này loại... Cái này nhỏ hơn cái đấy một chút. Cái này nhỏ hơn cái 250 một chút. 250 là to đùng chị nhá. Cái 250 là to đùng. Cái này chưa to đùng bằng cái kia. Nhỏ hơn cái kia một chút. Chưa đọc mật khẩu 180.000. 166910. Tiền ship. Em bán 180 mà còn này em bao tiền ship nữa thì chắc là em bán nhà. Em bán nhà kỷ niệm sale hàng cho các chị. Chưa có tiền ship các chị nha. Mấy ngày hôm nay, ngày hôm nay em sale hàng là không bao gồm ship. Các chị lấy từ 50 sản phẩm trở lên vẫn phải trả ship các chị nhá. Các chị lấy dù 10 sản phẩm, 20 sản phẩm đến 50 sản phẩm vẫn phải tự trả ship. Ok, tí nữa mọi người chia sẻ đi, tí nữa em sale ví cho. Mọi người chia sẻ đi, lát nữa em sale ví cho nhá. Ví đẹp cực kỳ luôn. Lát nữa sale cho. Lát nữa em sale cho. Sao cái này không lấy màu bò xuống? Đen và đỏ các chị nhá, 180.000 đen và đỏ. Chống dùng cho cả gia đình. Bán rẻ nhất đất nước luôn ạ. Bán rẻ nhất đất nước luôn nhá. Cái này dùng cho cả gia đình, hàng đẹp cực kỳ luôn ạ. Lấy túi hồng đầm em coi.
Em không biết túi hồng đầm là túi gì. Có dây đeo các chị nhá, có dây đeo đỏ và đen. Đỏ và đen, đẹp cực kỳ luôn, chỉ có 180.000 thôi các chị nhá. 180.000 ạ. Cái loại này còn một loại to nữa là 250 các chị nhá. Size này size to đùng, nói chung là to lắm ý. To lắm luôn, 60cm và chiều rộng của nó là 30cm ạ. Dài 60 và rộng 30 ạ. 30-60, đen và đỏ, 180.000. Mai đi, hoặc là tối đi. Không lấy hàng cho em thế. Hả? Tối em ơi. Nhìn đây này. Đấy, nhìn đi. 180.000 nhá. Bill điện thoại không bán được à? Bill đá không bán được à? Vẫn còn vài cái nữa. Chả để chúng nó ơi nữa. Chúng lúc nào cũng thế mà. Đây cũng thế này, nhìn. Ra lại xin gái chứ. Sao ra lại chậm thế nhỉ? Nhà em chậm quá. Chậm thì không phải là chậm, nhưng mà khách lúc nào cũng phải đòi mẫu mới. Cứ cắt một mẫu mới vài trăm cái bán hết ngay, nhưng mà nó lại không lấy lại nữa, nó toàn lấy sang mẫu mới. À thế à? Ừ. Các nhà toàn lúc nào thế, cứ bán vài trăm cái xong là hết mẫu cũ, xong lại bán mẫu mới. 180.000, chị nào lời nhắn tin vào Facebook bên em nhá. Chị nào lời nhắn tin vào Facebook bên em, đen và đỏ 180 dùng cho cả gia đình, hàng công ty đẹp cực kỳ luôn. Chất dù lạnh, ship bao nhiêu em không biết đâu, tùy lơi các chị nhá, tùy lơi các chị mua càng nhiều ship càng rẻ. Tối mới vào nhà trong mà chị mà lấy cũng được. Vâng. Ừ. Ôi, mai thì em đi vào đây gặp công an. 180.000 thôi ạ. Ship nó không đắt đâu các chị nhá. Các chị mua càng nhiều thì nó càng rẻ. Các chị mua càng nhiều thì ship nó càng rẻ. Nó chỉ cần mất một lần ship thôi. Một lần ship thôi mà mình mua nhiều sản phẩm thì nó sẽ lợi hơn. Cái này nó cũng không nặng đâu mọi người nhá. Cái chất này, cái ba lô này nó cũng không nặng. Em sale ví nha. Cuối live rồi mọi người chia sẻ để em sale cho mọi người một mã ví. To này chị lấy làm gì? Cái đấy làm sao mà gì được? Bên bị anh điên rồi mà co vào. Mua bao nhiêu tiền? Cái này chỉ trắng cắt ra gì không làm được đâu. Cắt ra cũng chẳng làm được cái gì cả. Mua làm cái gì cho phí tiền. Cứ cho là không bé mà. Nhưng mà chỉ lấy các cái thùng nhỡ nhỡ thôi, cứ lấy cái thùng to đấy làm gì đâu. Bác chẳng cắt ra. Mất bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền không đấy? Em nghe rồi các chị nói đi. Chia sẻ đi em sale kỷ niệm các chị mẫu ví nhé. Chia sẻ like đi em kỷ niệm các chị một mẫu ví đựng tiền. Em đã bảo rồi, nếu mà cái dòng ví F1 em bán tầm em bán 170 thì của shop khác phải bán 350. Qua cái mới đi chị được hai cái rồi. Quận 12, quận 6 là thành phố Hồ Chí Minh. Em đã bảo rồi, như các cái loại ví này các shop khác bán 120. Các shop khác bán 120 thì không miễn ship. Tất cả các sản phẩm ngày hôm nay em bán đều không có ship các chị nhá. Làm gì có shop nào bán được cái giá như của em đâu, nên là mọi người cứ yên tâm. Ví lắp gập em không có ví lắp gập chị Thúy Khởi ạ. Em không có ví lắp gập bởi vì là em thấy cái ví lắp gập dùng nó không tiện lợi bằng cái ví khóa kéo này. Nó không tiện lợi bằng cái ví khóa kéo này nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì nhắn tin đi, em không em sẽ không chốt ở đây, nhắn tin luôn nhá. Đây ạ. Sale cho tất cả các chị. Giá 69.000 một chiếc. Sale cho tất cả các chị 69.000 một chiếc. Cái này các shop khác bán 120 nhá các chị nhá. Các shop khác bán 120.000. Em bán cho các chị 69.000. Như thế đã đủ yêu thương chưa ạ? Hướng ơi, vào bảo bọn nó kiểm hàng cẩn thận. Đang like và bà gọi video call khổ thế. 69k các chị nhá. Chia sẻ, chị nào không chia sẻ em lấy ví lắp gập đi em. Em thấy cái ví lắp gập với nó chẳng tiện lợi bằng cái ví này nên là em chẳng nhập. Ok Bích Hải ơi, nhắn tin vào Facebook nhá, không chốt ở điện thoại đâu. Nhà mình không chốt ở điện thoại đâu, mọi người nhắn tin vào Facebook nhé. Nhắn tin vào Facebook để chốt đơn các chị nhà. Nhắn tin vào Facebook để chốt đơn. Chia sẻ like đi ạ. Chị nào không chia sẻ, tí nữa em báo nhân viên check không chia sẻ, em không chốt đơn. Em báo nhân viên check không chia sẻ, em không chốt đơn. 69k các chị nhá, 69k. 69k, đẹp cực kỳ luôn ạ. Ví mềm cực kỳ luôn các chị nhá. Ví mềm cực kỳ luôn. Ví có để được điện thoại các chị ạ, để điện thoại thoải mái bên trong đây.
để điện thoại thoải mái. Tí nữa các chị nhắn tin hoặc các chị lấy một máy khác các chị nhắn tin. Các chị lấy một máy khác các chị nhắn tin nhá. Đây điện thoại của em to đùng luôn. Điện thoại to đùng luôn, 5,5 inch loại to đây. Để thoải mái luôn các chị nhá. Điện thoại 5,5 inch để thoải mái luôn. Ok chưa nào? Có size to để đeo bán hàng. Lúc đầu em sale 500 hàng chị Thiên Bình bây giờ mới vào à? Lúc đầu em sale ở đầu live 500 cái rồi mà bây giờ chị mới vào, em sale hết rồi. Mai em sale tiếp các chị nhá. Ngày mai em sale tiếp, hôm nay muộn rồi. Em cũng sale cũng mệt rồi, từ trưa đến giờ mấy tiếng đồng hồ rồi nên là mai em sẽ sale tiếp. Các chị muốn săn hàng rẻ bên em thì chia sẻ livestream ngày mai nhá. Ngày mai em sẽ sale tiếp cho các chị. Đen đỏ rêu nhá, ví Prada nhá, đen đỏ rêu. Đây. Mày cắm sạc vào đi. Ví Chanel nhá. Ví Chanel. Ví Chanel nhá. Ví Chanel em chốt cái rêu chưa? Rồi ok, mọi người cứ nhắn tin là em chốt hết. Chị nào không nhắn tin em không chốt đơn nhá. Chị nào không nhắn tin cho bên em không chốt được đơn đâu. Đây, ví Chanel này. Chốt ở bên Nick Lạng cũng được. Để mai đi tối giờ đón con. Chị nào mà phải đi đón con thì đi đón con đi, đừng có ở đây săn ví rẻ. Về chồng mắng đấy ạ. Chị nào mà bận đi đón con thì phải đứng lên ngay lập tức, không được xem nữa. Không được săn nữa, mai em lại sale tiếp cho mà săn. Đến giờ thì đón con mà không đi đón là về chồng đánh cho tím mắt, lại đổi tội cho sóc kho túi Kiên Vinh thì lại khổ thân em. Hàng Doãn này ba lô sale lâu rồi bạn ơi. Ba lô sale cách đây nửa tiếng rồi. Ví hoa trà nhá. Chào chị Thảo Vũ nhá. Ví hoa trà. Em đã bảo rồi, nói chung là em bán giá nó rẻ gần như là một lửa, sao em kết bạn không được? À Bùi ơi, kết bạn không được đâu, bởi vì của mình là full lời mời kết bạn rồi, nó mấy nghìn lời mời kết bạn nó không gửi được nữa. Bạn chọn vào cái chế độ xem trước hoặc là theo dõi. Mọi người mà muốn theo dõi shop em, mọi người ấn vào chế độ xem trước hoặc là theo dõi. Nếu mà mọi người ấn vào chế độ xem trước khi em đăng bất kỳ một thông tin gì lên là mọi người sẽ nhìn thấy luôn, mở ra bản tin sẽ nhìn thấy bài đăng của em đầu tiên mọi người nhá. Nhớ là để ở cái chế độ xem trước. Vào Facebook của em, trang cá nhân của em, chọn vào cái chế độ xem trước. Em đăng bài đăng gì lên các chị cũng có thể xem được. Em thì em like bất chợt lắm, nhà em bán sỉ bận cực kỳ luôn, rất nhiều khách sỉ. Bắc Trung Nam, từ Bắc vào Nam, vào tận Cà Mau em cũng có khách sỉ. Nên là em rất là bận, ít khi em like, em hiếm khi em like lắm. Nhưng mà khách của em toàn là khách quen, khách ruột thôi. Nên là mọi người yên tâm, hàng em bán cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy nhắn tin Facebook nhá, chị nào không nhắn tin không được chốt đơn, đừng trách bên em nó không chốt đơn nhá, em nói rồi nhá. Chị nào không chia sẻ và không nhắn tin nó không được chốt đơn ạ. 69.000 các chị nhá. À, em kết thúc live đấy ạ. Chị ơi check tin book chờ rồi ok. Tất nhiên là phải check tin book tin nhắn chờ rồi. Không check tin nhắn chờ làm sao mà chốt được đơn cho các chị. Em kết thúc live nhá các chị nhá. Em kết thúc live các chị nhớ là đừng có xóa bỏ chia sẻ. Nhân viên nhà em nó vào nó check chia sẻ mà các chị không chia sẻ là không được mua đâu. Em sale giá 69k thì mọi người phải biết ạ. Các shop khác bán 120. Em bán 69 thôi mọi người nhá. Lưu ý em bán cực kỳ rẻ luôn. Hàng Quảng Châu mềm cực kỳ luôn nha. Chị nào lấy thì nhắn tin cho Facebook bên em nha, em không chốt qua điện thoại đâu. Các chị đặt hàng nhắn tin cho Facebook bên em. Em không chốt qua điện thoại các chị nhá. Ví Chanel với cả ví Prada hai loại. À, tầm này muộn rồi là nhắn tin Facebook Trung Kiên hay kho tủ Kiên Vinh. Nhắn tin Facebook nào cũng được ạ. Nhắn tin một Facebook nào, mọi người nhắn một lần thôi, không lại trùng đơn nhá. Mỗi người nhắn một lần thôi là bên em chốt được hết nhá. Khoan chị ơi, cho em nhìn lại hai mẫu ví vừa nãy với. Prada và Chanel nhá. Prada và Chanel 69.000, bao giá toàn quốc. Đảm bảo mọi người chẳng ai bán cái giá như của em bán. 69.000 nhé các chế nhá. Mọi người cứ xem đi, gộp đơn thoải mái. Mọi người mua càng nhiều thì nó càng rẻ. Mua càng nhiều các chị, phí ship càng rẻ các chị nhá. Em ghi cách thức đặt hàng ở bên dưới rồi đấy ạ. Gộp xong bên khác thì ai biết là gộp kiểu gì. Gộp thế nào? Thu Giang Nguyễn lại bảo là gộp với là Ngọc Hiền. Thế thì làm sao biết được mà gộp? Em ghi là gộp với Ngọc Huyền xong em dán ra, dán lên trên này.
Lúc nào chốt đến đơn Ngọc Huyền thì là em gộp đó mà. Ok, cái dây sạc iPhone này. Sạc iPhone ở dưới đấy. Ký LV bằng đồng có không chị nhỉ? Ký LV bằng đồng có một cái. Chốt cho một người thôi nhá. Đâu rồi chị? Đấy, tay mày vừa sờ vào đấy iPhone đúng không? Thế thì bọn kia nó nhấc vào trong phòng rồi. Nói chung là mọi người yên tâm mua giá của em thì lúc nào cũng mềm nhất rồi. Đừng có lo em bán đắt. Đừng có lo em bán đắt mọi người nhé. Cái ví này em bán rẻ hơn người ta mấy chục nghìn thì mọi người phải biết là em bán cho mọi người là để tri ân, để mọi người chia sẻ cho em. Để em bán xỉ thôi, chứ còn em bán cái này giá lẻ cho mọi người như vậy chẳng có công đâu ạ. Bởi vì tiền em thuê nhân viên chốt đơn cho mọi người với cả gói hàng cho mọi người đã hết tiền công thì chẳng có lãi. Không có lãi đâu mọi người nhé. Nên là mọi người nhớ là phải chia sẻ cho em. Nhớ là phải chia sẻ livestream cho em nhé. Không chia sẻ là em không bán đâu. Không chia sẻ em không bán đâu. Em đã nói rồi, từ đầu có mấy chị chốt đơn ví 89.000, không chia sẻ em không bán luôn, em nhường cho người khác luôn. Nên là mọi người lưu ý giúp em vậy. Loan Đặng, chị Loan Đặng hỏi gì đấy em không để ý cái video. Okay. Chị Loan Đặng ơi, em đã bảo rồi. Cảm ơn ngọ họ Nguyễn tên Nhung nhá. Cảm ơn họ Nguyễn tên Nhung. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. À, chú ơi. Còn boy xích, boy viền xích gì ạ? Màu đen. Vâng. Hết rồi. Chỉ còn màu rêu và màu đỏ thôi. Chị Thi cho nơi nhiều tin nhắn lắm, nó phải 700-800 tin nhắn nên là phải chờ bên em check từ từ nhá. Nhân viên bên em đang check. Nhân viên bên em đang check Loan Đặng. Giả lại 50.000 vào. Chắc có đồng nào đây nhỉ? Con kia là Linh cầm túi tiền đi à Hường? Đúng rồi. Chắc nó đeo rồi. À kia kia kia. Chả nghe gì thế nào. Chị nào lấy nhắn tin vào Facebook cho bên tin em nhé. Sao mà gói được? Nó phải mấy trăm tin tin nhắn từ các đơn ở trên. Các chị nhắn tin vào bên em mới chốt được. Chị nào không nhắn tin em không chốt đâu. Check là phải check từ từ các chị nhá. Chưa check từ dưới lên trên nên là các chị thông cảm. Nó sẽ hơi lâu một tí nhưng mà các chị cứ nhắn tin đầy đủ vào Facebook bên em là bên em chốt được hết. Gộp đơn kiểu này khó thế. Các chị ơi,
Hẹn các chị buổi sau em like tiếp nhá. Bây giờ em thì phải nhắn tin bảo chị lấy gì nước không, nhắn luôn cho người ta bảo lấy gì nước không. Tầm này là em phải kết thúc like để em chốt đơn cho khách sỉ các chị nhá. Chào tất cả các chị và chúc các chị một buổi tối vui vẻ ạ. Chúc tất cả các chị một buổi tối vui vẻ nhá. Nhắn tin cho bên em nhé chị nhá. Nhắn tin cho bên em ạ. Nhắn tin cho bên em sẽ đặt được hàng hết. Còn chị nào không nhắn tin sẽ không được đặt hàng nhá.